Chương 2.200 mãn mục Sơn Hà không Niệm viễn ở phía trên hư không này thiết kế ra 9 hoành 9 túng 18 điều chủ tuyến ở phía trên 18 đạo chủ tuyến này phụ ra 108 phụ tuyến mà ở dưới phụ tuyến còn có 1.000 linh một đạo ẩn tuyến chỗ tuyến này giao hối chính là chỗ an trí đăng tháp mượn cái này hình thành 36 thiên cương đại trận 72 địa sát ẩn trận 3665 tiểu trận pháp trận này Hoàn Mỹ liên tiếp tự xưng một thể hệ đăng tháp phòng ngự như vậy là có thể hoàn mỹ đối ứng sơn xuyên đại địa địa vực sở nam, biển lớn hồ nước, mặt khác cũng có thể cùng 28 tinh tú bên ngoài sinh sản liên hệ. Cuối cùng, đăng tháp này tự thành thể hệ, cùng thể hệ đăng tháp địa vực trung nguyên, địa vực liêu đông cùng địa vực khác, hoàn mỹ dung hợp. Mạc hư chân quân nói không ngừng, ở bên trong lời nói của hắn, phía trên ảo giác này, tự động xuất hiện quang điểm, hình thành đại trận. Rất lâu, Mạc hư chân quân nói xong, nhìn về phía mọi người, mặc dù là hắn nói, thật ra chỉ là mượn miệng hắn, đây là trận côn luân bố trí. Cổ đạo chân nhất lên tiếng nói, giáp tam sử thất canh ngũ thất tam, đăng tháp này bố trí không đúng, phải biết hướng lên 1.300 trượt, như vậy bạch hổ thất tinh trận, liền sẽ trở nên mạnh hơn, có thể chống đỡ cương phong vũ trụ lớn hơn nữa. Phó công minh gật đầu nói, có đạo lý, có đạo lý, bất quá đăng tháp đinh tứ ngũ thần nhị tam lục này, cũng phải biến đổi, nơi đây đối ứng địa vực sở nam, chính là thương lãng giang hãn châu, đến mỗi đầu tháng, thường lãng giang tất có nước lớn, thủy khí thượng hành, sẽ ảnh hưởng thiên đạo pháp tác ở đây vận chuyển, cho nên nơi đó đăng tháp phải biến đổi, na hướng tây bắc trăm dặm. Mọi người bắt đầu thảo luận hẳn lên, mạc hư chân quân cung cấp chỉ là khuôn mẫu đại thể, thể hệ đăng tháp phòng ngự chân chính, cần rất nhiều phản hư chân nhất, tiến hành nghiên cứu phân tích, một lần nữa chế định. Thất trúc lên tiếng nói, 12 đăng tháp trên không hỗn nguyên tông chúng ta, vị trí không đúng. Hỗn nguyên tông chúng ta có năm đại huyến cảnh, năm đại huyễn cảnh này hư huyễn bất định, đến tận đây sẽ dẫn đến bên trong hư không, nguyên khí biến hóa, bố trí đăng tháp này, hoàn toàn không được. Kiếm tâm lão thiện sư cũng nói, đại trận đăng tháp trên không tông môn chúng ta, cũng phải di chuyển, chúng ta luyện kiếm, kiếm khí trùng tiêu, sẽ phá hoại đăng tháp cân bằng. Thể hệ đăng tháp phòng ngự trên không các đại tông môn, đây cũng là một trọng điểm, phải để cho thể hệ đăng tháp phòng ngự, thích hợp nhu cầu tông môn chính mình. Lấy lạc ly cầm đầu, mọi người ngay tại nơi đây bắt đầu nghiên cứu, Nghiên cứu này ước chừng trôi qua 10 ngày 10 đêm, một phương án thể hệ đăng tháp phòng ngự hoàn mỹ đến tận đây thành lập. Mọi người đều thực hài lòng, dựa vào phương án này, có thể cấu kiến thể hệ đăng tháp phòng ngự hoàn mỹ. Mọi người nhìn về phía Lạc Ly, Lạc Ly nói, tốt rồi, ta đã luyện chế thành công 3 ngàn đăng tháp. Nói xong, hắn bắt đầu xuất ra pháp bảo đăng tháp, từng cái đại ước lớn ba thước, hình thái viên cầu thành màu vàng. Pháp bảo đăng tháp này rót vào bên trong hư không, dung nhập thiên địa sau, sẽ hấp thu linh khí thiên địa, từng chút một biến lớn, năm ấy thời điểm lạc ly tu phục thể hệ đăng tháp, từng cái đều lớn trăm trượng, nhưng mà mới bắt đầu bất quá ba thước. Lạc ly nói, mọi người trước đem cái này chia đi, cũng đủ chúng ta thành lập chín hoành chín thả 18 điều chủ tuyến. Rất nhiều phản hư tiếp lấy pháp bảo đăng tháp này, xem qua từng cái không phải để ý, nhưng mà lúc đó không ít người nhíu mày, bắt đầu âm thầm xem xét, nhìn xem lạc ly có phải bày ra cơ quan tay chân gì hay không. Bất luận bọn họ xem xét như thế nào, cũng là không có cơ quan hậu môn gì, bởi vì lạc ly căn bản không có bố trí. phản hư này không khỏi âm thầm bội phục. lạc ly quả nhiên đại khí. sau đó lạc ly dựa theo phương án mọi người thiết kế, bắt đầu an bài. lập tức rất nhiều phản hư chân nhất, bốn phương tám hướng mà đi, liền liền đi tới vị trí quan kiệt, chuẩn bị bước đầu tiên cấu kiến đăng tháp hư không. thành lập thể hệ đăng tháp cũng không phải một sớm một chiều, cần tuần tự tiệm tiến, nhưng mà bước đầu tiên chín hoành chín thảm 18 điều chủ tuyến phải trong nháy mắt cấu kiến thành công, đây là cuộc sống long quốc thể hệ đang tháp phòng ngự, cực kỳ quan trọng. Mọi người nói làm liền làm, lập tức bốn phương tám hướng mà đi, không chỉ là phản hư chân nhất này, đệ tử khác cũng là từng người phân phối nhiệm vụ, bận rộn hẳn lên. Mọi người toàn bộ vào vị trí, lạc ly yên lặng chờ đợi, cấu kiến chín hoành chín thảm 18 điều chủ tuyến này, cũng không phải là cấu kiến đơn giản, cần đối ứng thiên địa tinh thần, đối ứng thời gian không gian, Thời gian từng chút một trôi qua, Lạc Ly ở bên trong hư không, yên lặng chờ đợi, rốt cuộc nơi xa, Đại Nhật Thái Dương chậm rãi xuất hiện, Lạc Ly cười, thời gian đến. Trong nháy mắt, ở trên người Lạc Ly bộc phát một đạo thần niệm, đây là tâm phù mà kiếm tâm lão thiện sư tâm kiếm thiện tông đặc biệt luyện chế, phù này kích hoạt, nhất thời thần niệm này hướng về bốn phương tám hướng mà đi, toàn bộ phản hư chân nhất lập tức cảm ứng đến mệnh lệnh của Lạc Ly. Đồng thời như thế, toàn bộ phản hư chân nhất lập tức thôi động thiên đạo pháp tác chính mình nắm giữ, kích hoạt pháp bảo đăng tháp trong tay, sau đó liền hướng về hư không nhấn một cái. Pháp bảo đăng tháp này lập tức phát quang, từng cái tương liên hư không, nhất thời, chỉ thấy ở trên không địa vực sở nam, như ẩn như hiện xuất hiện chín hoành chín thụ, 18 điều quang tuyến, quán mặc cả địa vực sở nam. Đến tận đây, pháp bảo đăng tháp này muốn đem dung nhập bên trong hư không, cùng thiên địa dung hợp, đối ứng nhật nguyệt tinh thần, hoàn thành cấu kiến thể hệ đăng tháp. Ngay tại sát na này, đột nhiên, liền nghe thấy răng rắc một tiếng. Lạc Ly cảm giác được trong thiên địa, một loại lực lượng chấn đáng, hồi ứng mà đến, pháp bảo đăng tháp trong tay kêu khẽ một tiếng, chính là vỡ nát. Sau đó không chỉ là Lạc Ly, toàn bộ pháp bảo đăng tháp trong tay phản hư chân nhất, toàn bộ răng rắc răng rắc vỡ nát, chín hoành chín thụ, 18 điều quang tuyến xuất hiện trong thiên không, nhất thời dập tắt. Cấu kiến thể hệ đăng tháp thất bại, một sát na, toàn bộ phản hư chân nhất đều choáng váng. Cái này là bọn họ nghiên cứu 10 ngày, có thể nói chính là phương pháp cấu kiến hoàn mỹ sao có khả năng thất bại như vậy đây nhưng mà chính là thất bại mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai đều không lời nào để nói rất lâu cổ đạo chân nhất nói có phải thiên địa biến hóa biện pháp trước kia không được hay không mọi người chỉ có thể nhận thuyết pháp này đột nhiên phạm vô kiếp lên tiếng nói ta liền nói sao chủ tuyến thứ bốn này không nên như thế ngươi xem ngươi không nghe ta cuối cùng thất bại bên trong lời nói dẫn một tia lãnh chào chương 1364, tái nhất tái nhị hư không thần. Lần nghiên cứu này, lấy Lạc Ly cầm đầu, trong đó không hề thiếu cách làm, thời điểm tuyển chọn cách làm, đều là Lạc Ly tiến hành quyết đoán. Phạm vô kiếp từng có mấy cái kiến nghị, đều bị Lạc Ly phản bác, cho nên hắn nhịn không được lãnh trào nhiệt phúng. Kiếm tâm lão thiện sư bắt đầu ba phải nói, cái này, chúng ta trở về một lần nữa nghiên cứu một chút đi. Tân Nguyên lên tiếng nói, đúng, một lần này, cần mọi người quyết định, bỏ phiếu quyết định, không cần làm nhất ngôn đường cái gì, lấy thất bại này làm mượn dám. Tân Nguyên lập tức nhảy ra, ủng hộ đồ đệ chính mình, cuối cùng mọi người chỉ có thể trở về cung điện hư không, một lần nữa nghiên cứu. Lạc Ly nhìn về phía nơi xa, lại không có trả lời, chân mày cao lại, mới vừa rồi pháp bảo đăng tháp vỡ nát trong nháy mắt, Lạc Ly như có như không cảm giác được một cỗ thần lực, mơ hồ xuất hiện. Mọi người cuối cùng trở về cung điện hư không, bắt đầu nghiên cứu vì cái gì thể hệ đăng tháp phòng ngự này, cuối cùng lấy thất bại cáo chung. Trở lại bên trong đại điện, mọi người bắt đầu một lần nữa thiết tưởng, đến cùng địa phương nào cuối cùng dẫn đến thất bại. Mọi người ngươi một lời, ta một câu bắt đầu thảo luận, phạm vô kiếp khai pháo đầu tiên, đem trách nhiệm thất bại, toàn bộ đổ lên trên người Lạc Ly. Lạc Ly, địa phương này, ta nhận vì người bố trí là sai lầm, không đáng như thế. Còn có chủ tuyến thứ bảy, nơi đó nên xuống phía dưới 3.000 dặm, tách ra lưu quang đại địa, chỗ này ngươi cũng là bố trí sai lầm. Cuối cùng, còn có một địa phương, điều hành tuyến thứ 9. Địa phương này, hoàn toàn đều là làm như vậy, địa phương làm như vậy, Phạm Vô Kiếp chỉ là xuất ra thiêu thứ, thể hiện chính mình tồn tại. Phạm Vô Kiếp nói như thế, lập tức có người phản đối. Kiếm tâm lão thiện sư nói đầu tiên, cái này ta không coi là quyết sách của Lạc Ly là sai. Phó công minh cũng là nói, ta cũng coi là như vậy. Phạm Vô Kiếp lập tức nói, hắn chính là sai, người xem chỗ này hắn bố trí như vậy, sẽ dẫn đến. Phạm Vô Kiếp một người độc chiến rất nhiều phản hư, ở đây bắt đầu biện luận hẳn lên, Tân Nguyên thỉnh thoảng giúp việc, sư đồ hai người nói rất nhiều phản hư khác, ách khẩu khó nói nên lời. Cuối cùng không có bố trí thành công, thất bại, bất luận có lý như thế nào, cũng là sai lầm, không ai có thể biện luận qua hai người bọn họ. Lạc Ly chỉ lắng nghe, không có nói cái gì, cuối cùng nói: "Tốt, nếu như các người có đạo lý như vậy, nhận địa phương ta làm có vấn đề, vậy ngươi đến." Phạm Vô Kiếp nói: "Được." Lần này ngươi xem ta. Một lần này từ hắn chủ trì công việc bố trí đăng tháp hư không. Hắn lập tức bắt đầu bố trí hẳn lên, lần này hành động, nhìn đến vô số tu sĩ lấy Lạc Ly làm dẫn đầu, khiến cho Phạm Vô Kiếp trong lòng khó chịu, rốt cuộc tìm được cơ hội, lập tức lực áp Lạc Ly, cho nên Phạm Vô Kiếp lập tức bộc phát. Một lần này Phạm Vô Kiếp xuất tận phong đầu, hắn có thể nói chính là tu sĩ trung thiên chủ thế giới đầu tiên tiến nhập cảnh giới Quy Nguyên, đều có chỗ cường đại, ở dưới sự chủ trì của hắn trí tuệ mọi người đều bị hắn kích phát ra, 7 ngày sau, bộ phương án thứ hai nghiên cứu đi ra. Lần này cùng lần trước khác nhau, chính là cấu kiến 10 hoành 12 thụ chủ tuyến, hào sưng thiên kiền địa chi hư không trận. Phạm vô kiếp nhìn thành quả nghiên cứu đi ra, vô cùng kiêu ngạo tự tin. Lạc ly cái gì đều không có nói, chỉ là nói, nếu bố trí thành công, thì phải là chuyện tốt, về phần người ta ai đúng ai sai, không có nhiều ý nghĩa. Phạm vô kiếp nghe lạc ly nói như vậy, lại tươi cười đầy mặt. Mọi người lập tức lại một lần hành động hẳn lên, bắt đầu phân bố hư không phía trên địa vực Sở Nam, lại một lần nữa chuẩn bị. Một lần này, không phải Lạc Ly một mình cầm đầu, mà là 7 người đồng thời cầm đầu, ở bốn phương hư không, 7 người dẫn động mọi người, cùng nhau bố trí đăng tháp hư không này. Gần như toàn bộ tu sĩ đều bị điều động hẳn lên, mang mang lục lục, thời khắc cuối cùng, Phạm Vô Kiếp dẫn đầu, kích hoạt pháp bảo đăng tháp trong tay, sau đó liền hướng về hư không nhấn một cái. Pháp bảo đăng tháp này lập tức phát quang, từng cái tương liên hư không, nhất thời, chỉ thấy ở trên không địa vực sở nam, như ẩn như hiện xuất hiện 10 hoành 12 thụ chủ tuyến, quán mặc cả địa vực sở nam. Sau đó liền nghe kiến răng rắc một tiếng, toàn bộ pháp bảo đăng tháp trong tay mọi người, một tiếng khinh hưởng, toàn bộ vỡ nát. Quang tuyến xuất hiện trong thiên không, nhất thời dập tắt. Cấu kiến thể hệ đăng tháp lại một lần thất bại, một lần này luân đến phạm vô kiếp ngây ngốc đứng ở hư không, không cách nào để nói, chỉ là tự lầm bẩm nói. Như thế nào lại như vậy, như thế nào lại như vậy? Phản hư khác cũng là trợn mắt há hốc mồm, một lần này bọn họ nhưng mà tính kế thật lâu, phản phục thôi luật, như thế nào lại là thất bại. Lạc Ly sau một lần này, lại nở nụ cười, giống như phát hiện cái gì. Hơn nửa ngày, Mạc Hư Chân Quân nói, các vị tiền bối, không chỉ là địa vực sở nam chúng ta thất bại, đồng thời cấu kiến đăng tháp hư không, bất luận là địa vực trung nguyên hay là địa vực uy viễn cao tàng, toàn bộ cấu kiến, toàn bộ thất bại. Lời này vừa nói ra, mọi người thở ra một hơi dài xem ra không phải chính mình bên này vấn đề chính là thiên hạ đều là như thế phạm vô kiếp nói sao có khả năng không có đạo lý có thể tính kế chúng ta đều tính kế đến cùng nơi nào ra vấn đề sau đó hắn cắn răng nói vẫn là chúng ta tính kế không đến nhất định có thứ gì bị chúng ta không đếm xỉa lại đến lại đến ta cũng không tin tìm không thấy nguyên nhân đến tận đây rất nhiều phản hư lại một lần tập trung ở bên trong đại điện một lần nữa bắt đầu tính kế một lần này mọi người hợp mưu hợp sức tỉ mỉ tinh tính có thể nghĩ đến hoàn tiết một cái không lạp tính toán hoàn tất phản phục thôi diễn một lần này ước chừng qua nửa tháng lúc này mới xem như tính toán hoàn tất phạm vô khiếp thở ra một hơi dài nói một lần này nhất định không có vấn đề tâm kiếm lão thiện sư cũng nói ta đã dụng tâm thiện vị lai quan lặp đi lặp lại tiến hành suy tính tuyệt đối không có vấn đề không chỉ là một mình tâm kiếm lạc ly cũng dùng thần uy thưởng thiện phạt ác tiến hành thôi diễn cuối cùng phát hiện phương án này tuyệt đối không có vấn đề nếu không có vấn đề vậy bắt đầu bố trí ở trước khi bố trí lại có tin tức truyền tới mấy chỗ địa vực khác cũng là lặp đi lặp lại thôi diễn cuối cùng đều là thất bại nghe tin tức này mọi người không khỏi tâm lạnh một nửa một lần này không biết đến cùng sẽ như thế nào mọi người tiếp tục chuẩn bị một lần này rốt cuộc không có bừng bừng tin tưởng như hai lần trước mọi người chuẩn bị sau đó lại là một lần bắt đầu bố trí quả nhiên cho dù tính toán có tinh xác, nhưng mà thiên địa này không chịu, lại là một tiếng kêu vang, toàn bộ pháp bảo đăng tháp lại một lần nữa vỡ nát. Chương 1365, đuổi tới đuổi lui nhập thần quốc một. Toàn bộ phản hư chân nhất, trong lòng băng lương, nhưng mà một lần này lại đều là có chuẩn bị tâm lý, cũng không có tuyệt vọng như hai lần trước. Ngay tại lúc này, Lạc Ly chậm rãi nói, bắt đến ngươi rồi. Đột nhiên, hắn chợt ra tay, đối với hư không nơi xa, chính là một chảo. Một chảo này đi xuống, bên trong hư không kia giống như cơ sóng thay nhau nổi lên thế mà một tiếng vang lớn ở nơi đó xuất hiện một quái vật quái vật này hình người đầu rắn toàn thân vảy màu đen hai đầu hình tam giác ở trên cái cổ dài cao thấp dao động lưỡi rắn phun ra nuốt vào bốn đôi mắt nhỏ thả ra hào quang u lam hơn nữa bắt mắt là hai bên lưng vật ấy chính là vươn hai cánh nhỏ đối xứng lông chim trên cánh rực rỡ tựa như khổng tước linh thành khổng thành nhãn mười phần yêu dị lạc ly nhìn nó Quát có lần một có lần hai không có lần ba lần bốn lần này bắt đến ngươi thì ra ba lượt cấu kiến đăng tháp hư không thất bại này đều là quái vật này phá hoại dẫn đến quái vật này bị lạc ly bắt lấy hiện hình chính là lóe lên trong nháy mắt biến mất lạc ly quát ta cũng muốn nhìn ngươi là cái gì quái vật chạy đi đâu trong nháy mắt một đoàn hỏa diễm đuổi theo theo động tác của lạc ly phản hư khác cũng là đuổi theo nhưng mà cũng có người không có động lòng túc chân nhất huế ma tông ngây ngốc nhìn quái vật biến mất sau đó nói cái này cái này giống như không phải quái vật giống như chính là thời đại thần ma hư không cổ thần trong truyền thuyết quái vật này xoay người bước đi trong nháy mắt chính là ở ngoài ngàn dặm tốc độ như quang thì ra là nó đây là cái gì không biết nhưng mà chính là thứ này ba lượt làm hỏng chuyện tốt của chúng ta bắt lấy hắn bắt lấy quái vật này không được để hắn chạy lạc ly lập tức chặt chẽ đuổi theo không chỉ là hắn trong đó không ít phản hư chân nhất, cũng ở phía sau đuổi theo, dám trêu chọc mọi người, tất cả mọi người là nổi giận. Rất nhiều phản hư, trải rộng địa vực sở nam, lập tức có người vây lại đây, trực tiếp phi độn sông đến phía trước quái vật, tiến hành chặn đường. Tên này liên tục phá hoại, kế tiếp hại ba lượt cấu kiến đăng tháp hư không đều là thất bại, mọi người đối với hắn hận thấu xương, đều muốn bắt đến hắn, diệt hắn. Nhưng mà tên này, thật sự là tốc độ như quang, chuyển mắt chính là phi độn vạn dặm, hắn phi độn, Mặc dù là cánh phía sau phiến động, nhưng mà lại là một loại lực lượng kỳ dị, giống như không gian chuyển di, lập tức chính là vô ảnh vô tung. "Đừng trốn, đứng lại, chết đi." Lạc Ly ở phía sau điên cuồng đuổi theo, sử ra độn thuật mạnh nhất chính mình, bắt đầu đuổi theo, cả người hóa thành một đạo ánh lửa, khẩn truy không tha. Quái vật ở địa vực Sở Nam này phi độn, bốn phương tám hướng, phản hư chân nhất dần dần vây thượng, xem qua hắn đã không có bao nhiêu không gian tránh né. Quái vật này quay đầu giống như nhìn xem Lạc Ly phía trên đầu rắn hình như là cười lạnh sau đó hắn chợt lóe biến mất không thấy một lần này không phải phi đột mà là trực tiếp xuyên qua không gian từ địa vực sở nam tiến nhập đến không gian thứ nguyên phụ thuộc địa vực sở nam cái gọi là không gian phụ thuộc chính là thế giới thứ nguyên giống loại đại lục ngân châu vậy phụ thuộc vào địa vực sở nam tự xưng thế giới thứ nguyên xuyên qua thế giới thứ nguyên này đối với phản hư chân nhất đến không tính cái gì nhưng mà rất ít có nhất động dễ dàng giống nó chính là xuyên qua không gian thứ nguyên chính là đào tẩu mọi người cũng sẽ không bỏ qua hắn trong đó kiếm tâm lão thiện sư theo sát phía sau lạc ly lạnh lùng nói theo ta đến lão thiện sư cũng là xuyên qua không gian thứ nguyên dược không đuổi theo có hắn ở phía trước dẫn đường hai cái đạo tiêu thứ nguyên rõ ràng lạc ly lập tức theo sát sau đó nhất thời không gian lóe lên lạc ly phát hiện chính mình đi tới một thế giới thứ nguyên hư không chỗ này một mảng hôn ám không hề hào quang gì đây là không gian thứ nguyên phụ thuộc thuộc về thế giới sở nam ở nơi đây vô sinh vô tử cái gì đều không có hơn nữa đã phá khai một đại động vô số cuồng phong thứ nguyên hư không thổi quét mà đến chính là một cái không gian tàn phá lập tức muốn đem sụp đổ không hề giá trị quái vật này đến đây lại là lóe lên lại là rời khỏi mọi người đến đây lập tức theo đuôi đám người lạc ly tiếp tục điên cuồng đuổi theo nhưng mà một lần điên cuồng đuổi theo này Phản hư chân nhất đuổi theo, lập tức thiếu hơn phân nửa, chỉ có người thực lực cao siêu mới có thể nhẹ nhàng vượt qua thời không như thế. Quái vật này xuyên qua đến không gian thứ nguyên thứ hai, cũng là tàn thiếu không được đầy đủ, hắn lấy cái này làm ván cầu, lập tức tiếp tục xuyên qua. Như vậy, chuyển mắt, một hơi quái vật xuyên qua bảy không gian thứ nguyên, một lần này lạc ly quay đầu vừa thấy, trừ bỏ hắn ra, chỉ có 15 16 người đuổi theo đến. Quái vật này một hơi xuyên qua bảy không gian thứ nguyên nhìn đến lạc ly bọn họ còn đang đuổi theo, một lần này hắn lại là nhất động, lại là biến mất. Một lần này đám người lạc ly đuổi theo lại đây, nhất thời phát hiện, trở về thế giới chân thật, bất quá đã ở bên ngoài hư không, đã rời xa địa vực sở nam, lúc này bên cạnh lạc ly chỉ có 11 người kiếm tâm lão thiện sư, phạm vô kiếp, phó công minh. Quái vật kia hướng về hư không nơi xa bỏ chạy, hắn ở hư không phi đột, thật giống như du ngư cao tường ở bên trong biển lớn, như cá gặp nước, chuyển mắt chính là ở ngoài mười mấy vạn dặm. Lạc Ly tiếp tục đuổi theo, phía trước xuất hiện một tiểu thiên thế giới, cái này cũng là tiểu thiên thế giới phụ thuộc trung thiên chủ thế giới, cách tinh cầu này ước chừng còn có trăm vạn dặm, quái vật kia hướng về tiểu thiên thế giới chính là nhất đột, nhất thời biến mất ở bên trong tiểu thiên thế giới. Tên này giấu ở bên trong tiểu thiên thế giới, không được để hắn đi, tên này không phải quái vật gì, ta mới thu được truyền tin, dựa theo hình dạng hắn, hắn phải biết là hư không cổ thần thời đại thần ma. Không phải chứ, hư không cổ thần thời đại thần ma không phải đã chết sao? Thần ma sống lại, đây là thần ma sống lại, lại là một hảo kiếp. May mắn vạn tộc đã bị tiêu diệt, vạn tộc thật ra đều là hậu duệ bọn họ, bọn họ tổ hợp cùng một chỗ, mới là đáng sợ. Giết hắn, dù hắn là thần ma gì, giết hắn. Mọi người chỉ đuổi theo, tiến nhập bên trong tinh cầu tiểu thiên thế giới này. Phía trên tinh cầu này, có mười mấy ức sinh linh, trong đó lấy một loại nghiêu đầu làm chủ đạo, trở thành chúa tể thế giới này. Quái vật này phải biết liền tránh ở phía trên tinh tộc này, nhất thời thần niệm hơn 10 phản hư, ở đây điên cuồng tìm. Chương 1365, đuổi tới đuổi lui nhập thần quốc 2. Thế nào đây, hắn có thể tránh ở nơi nào? Mặc kệ nó, phải biết ngay tại trên tinh cầu này, theo ta đánh nát tiểu thiên thế giới này, buộc hắn đi ra. Có người muốn đem ra tay, phá diệt tinh cầu này, buộc hắn đi ra, nhưng mà Lạc Ly khước thuyết nói. Chờ một chút, hắn tinh tế cảm giác, sau đó nói, không đúng hắn đã rời khỏi, tinh cầu này là ván cầu của hắn, hắn bỏ chạy. Nói xong, Lạc Ly căn cứ cảm giác chính mình, tìm đến dao động truyền động thời không khi hư không cổ thần bỏ chạy. Tên này thật lợi hại, loại độn thuật này chính là lấy tinh cầu làm điểm, truyền tống giữa tiểu thiên thế giới, độc thụ nhất xí, không thể tưởng tượng. Phải, phải, quả nhiên là hư không cổ thần, thật sự là lợi hại. Thuận theo Lạc Ly phát hiện dao động truyền tống, rất nhiều phản hư bội phục không thôi. Lạc Ly theo dao động này, theo sát sau đó, theo Lạc Ly rời khỏi, lại có phản hư khác truy phía sau, nhưng mà đại bộ phận người lại đều không có động, thuật nghiệp có chuyên công, loại truyền tống này, tương đương khó có thể nắm trong tay, rất nhiều người không cách nào độn tẩu như thế. Hư không cổ thần một lần này là viễn trình phi độn, không biết bay vào bao nhiêu vạn dặm, chỉ là Lạc Ly phát hiện, hắn đã từ tiểu thiên thế giới này, đi tới một tiểu thiên thế giới khác. Thế giới này, vô tận cát vàng bay múa, cả thế giới thật giống như là một đại sa mạc hợp thành tinh cầu một lần này theo lạc ly đến đây cũng chỉ còn lại ít ỏi năm sáu người hư không cổ thần đến đây lập tức lại là bỏ chạy không chút nào dừng lại lạc ly tiếp tục đuổi theo nhưng mà đến đây kiếm tâm lão thiện sư lắc đầu nói không được ta truy không nổi phi độn như thế ta cần nghỉ ngơi một lát phó công minh cũng là nói ta cũng không được quả nhiên già rồi già rồi chỉ có hai ba người có thể tiếp tục truy Tiếp tục đuổi theo như thế, một hơi xuyên qua bảy tiểu thiên thế giới, cuối cùng lại quay đầu. Lạc Ly phát hiện liền còn lại chính mình cùng Phạm Vô Kiếp. Còn đang đuổi theo, trừ bỏ hai người bọn họ, không còn ai khác. Sở dĩ như thế, Lạc Ly mặc dù còn không có tấn thăng cảnh giới quy nguyên, nhưng mà hắn đã bản ngã như nhất. Sinh ra đại đạo căn bản chính mình, mà Phạm Vô Kiếp là đại đạo quang, hai người đạo pháp tinh thuần, cho nên mới có thể liên tục phi độn như thế. Tiếp tục đuổi theo ở tiểu thiên thế giới thứ 11 sau, đột nhiên một lần phi độn này, Lạc Ly liền cảm giác chính mình giống như đột phá một tầng chất cốt kỳ dị, giống như xuyên qua đến một không gian kỳ dị. Một lần này cũng có thể nói là tiểu thiên thế giới, nhưng mà lại lại cùng tiểu thiên thế giới bình thường hoàn toàn khác nhau. Hư không lóe lên, Lạc Ly xuất hiện ở thế giới này. Thế giới này phải biết cũng là một tiểu thiên thế giới, nhưng mà lại cùng tinh cầu trước kia hoàn toàn khác nhau. Chỗ này gần như thật giống như là tự thành nhất giới. Đến đây Lạc Ly liền nhìn đến nơi đây chính là một chỗ phi lục, phía trên phi lục, nhất luân hồng nhật chiếu diệu thiên địa. Phía trên phi lục, có sơn xuyên con sông, có thác nước nước suối, non xanh nước biếc, thác nước kỳ nham, sương mù nhân quân, không linh phiêu miểu. Cực mục viễn vọng, phía trên phi lục vô tận thương tùng thúy bách trải rộng sơn gian, như mộng như huyến, nhìn gần tắc bích thảo phô địa, cây xanh thành ấm, càng nhiều mây trắng nhiều niểu ở dưới chân phiêu đến đáng đi, bốn phía phi lục là vân hải hảo đáng, giống như hư giống như huyến, như vụ như chiều, ngàn biến vạn hóa, không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung cảnh trí này. Liền tựa như tiên cảnh nhân gian vậy, chỗ này không bình thường, vừa không là tiểu thiên thế giới, cũng không phải đại thế giới, hoàn toàn vi phạm pháp tắc thiên địa, tự thành một thế giới kỳ quái, đây chính là cảm giác đầu tiên của Lạc Ly, đến đây hắn không hề đuổi theo, chỉ là yên lặng quan sát. Lúc này Phạm Vô Kiếp theo sau đi ra, hắn đến đây cũng là nhíu mày một cái, lên tiếng nói: "Chỗ này, chỗ này giống như không bình thường." Lạc Ly nghĩ nghĩ nói, hắn là hư không cổ thần, chỗ này là thế giới thần quốc. Thần quốc? Sao có khả năng? Phạm Vô Kiếp nhất thời đại kinh nói, truyền thuyết thời đại thần ma, bất luận cổ thần cổ ma đều có thế giới chuyển tiếp bản ngã thần ma chính mình, đây là nguồn suối lực lượng căn bản của thần ma, thật ra chính là tương đương với thái sơ động thiên của Lạc Ly. Phạm Vô Kiếp sau khi phủ định, lập tức lại là nói, cái này, cái này, còn thực có thể, cái này xác thật có lẽ chính là thần giới hư không cổ thần. Chỉ bất quá, chỗ này vốn chính là một tiểu thiên thế giới, hắn đem tiểu thiên thế giới cải tạo thành thần giới chính mình. Sau đó hắn lập tức chính là phi đột, đồng thời nói, đi mau, chúng ta rời khỏi chỗ này. Ở bên trong thần quốc, cổ thần này gần như chính là vô địch. Nhưng mà lạc ly nhíu mày nói, đi không được, phạm vô kiếp bỏ chạy lập tức thất bại, thế giới thần quốc này tiến vào dễ, đi ra khó. Lúc này ở trung tâm thế giới này, quái vật kia ngồi ở phía trên một bảo tòa, chậm rãi dâng lên hắn nhìn lạc ly cùng phạm vô kiếp nói các ngươi đã muốn đuổi 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 như thế nào không đuổi theo ta để cho các ngươi đuổi đuổi đi đuổi đi đến bên trong thần quốc ta đều chết đi cho ta theo một câu nói của hắn nhất thời lạc ly cùng phạm vô kiếp có một loại cảm giác phảng phất đối phương giơ tay là có thể đủ hái sao trên trời đọa cước là có thể khiến giang hà đảo lưu hít khẩu khí có thể khiến nhật nguyệt vô quang hô khẩu khí có thể làm phong vân biến huyễn phảng phất hắn chính là thiên chính là địa chính là hải, chính là thế giới này. Hư Không Cổ Thần hét lớn, vô pháp vô ma, trong nháy mắt, thế giới này không còn pháp lực cùng ma nguyên gì, thế giới này thật giống như cái gì đều không có, không có biên tế, không có lớn nhỏ, không có cao thấp, trước sau, trái phải, không có quá khứ, hiện tại, tương lai. Bên trong thế giới này, tất cả pháp thuật, tất cả ma công, toàn bộ vô hiệu, chỉ có thần lực mới có thể vận chuyển. Hư Không Cổ Thần cười ha ha, nhìn Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp Thật giống như nhìn hai con chuột tiến nhập bên trong lao lung, chính mình muốn làm gì thì làm. Nhưng mà Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp, một chút không sợ, thế giới vô pháp vô ma này, tu sĩ phản hư khác đến đây, nhất thời triệt để xong đời, nhưng mà đối với Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Hai người bọn họ cá biệt không có thần lực vô tận. Phạm Vô Kiếp nhíu mày nói, bên trong thần quốc, tên này thần lực vô tận, vĩnh sinh bất tử, chúng ta làm như thế nào? Lạc Ly nhìn thế giới này nói, tốt lắm tốt lắm, ta có một biện pháp, đến đây đi, để cho chúng ta diệt hắn. chương 1366, Quốc Nguy nhẫn trợ thần đỉnh phúc. Một, nghe Lạc Ly nói như thế, Phạm Vô Kiếp không vui vẻ gì nói, cái này là thần quốc, tốt lắm cái gì. Lạc Ly nói, ta nói làm được, chính là làm được. Xem thần quốc này, chính là mượn dùng tiểu thiên thế giới trước kia cấu kiến mà thành, mặc dù chúng ta không cách nào rời khỏi, nhưng mà vết tích liếc mắt một cái có thể nhìn ra đến, cái này đại biểu cái gì. Nhất thời phạm vô kiếp ánh mắt sáng lên, nói ta đã biết, cái này đại biểu căn cơ không ổn, thần quốc này thành lập thời gian quá ngắn, mượn dùng ngoại lực, căn bản không đủ vững chắc. Lạc Ly nói, đúng, thần quốc không ổn, liền đại biểu dung tích có hạn, chúng ta liền mượn cái này khiến hắn bạo. Một hồi chúng ta cùng nhau phóng ra ngoài thần lực, đánh bạo hắn, khiến thần quốc hắn nổ tung, ta nghe nói phạm là thần ma, thần quốc vỡ nát, thần ma tất phong. Phạm vô kiếp gật đầu nói tốt, tốt, ý kiến hay hai người ở đây bí mật giao đàm sau đó nhất động không động tùy ý thần lực của hư không cổ thần thổi quét mà đến đem hai người bọn họ khóa lấy bọn họ cũng không nhúc nhích một chút hư không cổ thần ngồi ở phía trên thần tòa chậm rãi phi độn mà đến lạc ly nói tốt chờ hắn lại gần một chút chúng ta liền động thủ hư không cổ thần nhíu mày nhìn hai người lạc ly chậm rãi nói cảm giác kỳ quái vì cái gì ta cảm giác hai người các ngươi thực nguy hiểm thần hồn ta không ngừng cảnh cáo nguy hiểm, nguy hiểm, không có đạo lý. Nói xong câu này, hắn đột nhiên đình chỉ phi đột, nhẹ nhàng đưa tay nhất chỉ, thanh âm lạnh nhạt lại uy nghiêm khẽ quát lên, thần phạt. Hai đạo quang mang ngân sắc từ đầu ngón tay hư không cổ thần bắn ra. Chỗ ngân quang cường thịnh đi qua, bên trong thần quốc. Tất cả pháp tắc, liên liên sụp đổ, lộ ra hư vô sâu thẳm nhất. Thần phạt, chính là lực lượng đáng sợ nhất, thần uy cường đại nhất của cổ thần, chính là cổ thần lấy toàn bộ thần lực toàn bộ năng lượng thích phóng ra một kích cuối cùng binh khí tất cả kỹ xảo, bính khí tất cả biến hóa, thần phạt, chỉ có thần lực thuần ví nhất, tiêu trừ tất cả thần lực cường địch. Thời đại thần ma, cho dù thần ma vô cùng đại chiến, nhưng mà rất ít có cổ thần sử xuất thần phạt, bởi vì thần uy này, giết địch thủ một ngàn, tự thương tám trăm. Giết chết cường địch đồng thời, đối với chính mình cũng là một loại thương hại đáng sợ. Hư không cổ thần vốn có ngàn vạn pháp môn, thu thập hai người lạc ly, nhưng mà hắn cảm giác được thần hồn vực thẩm truyền tới vô tận cảnh cáo, đương kỳ lập đoạn. Bỏ qua tất cả chiêu thức, trực tiếp sử xuất thần phạt mạnh nhất. Lạc Ly đối với cái này không biết, nhưng mà Phạm Vô Kiếp lại là biết, hắn lôi kéo Lạc Ly, chính là trong nháy mắt viễn đột, sau đó hô to. Không tốt, kế hoạch chúng ta bị hắn phát hiện, mau ra tay. Trong nháy mắt, ở trên người Phạm Vô Kiếp, vô tận thần lực quang minh hung dũng phún ra, mà Lạc Ly cũng là lập tức bộc phát thần lực chính mình. Ở trên người Lạc Ly, vô tận thần lực bộc phát, Lạc Ly xác định đại đạo hỏa, thần lực diệt thế trước kia, tự động chuyển hóa thành thần lực hỏa. Trong nháy mắt này, ba bên toàn bộ sử gia thủ đoạn mạnh nhất chính mình, đột nhiên một hiện tượng kỳ dị phát sinh. Phạm vô kiếp lạc hướng Lạc Ly, thân thể hai người tiếp xúc, ở bọn họ bộc phát thần lực đồng thời, thần lực hỏa của Lạc Ly cùng thần lực quang của Phạm vô kiếp, thế mà Ly kỳ dung hợp một thể, sau đó chính là nổ mạnh. Hỏa quang, hỏa quang, có hỏa còn có quang, thần lực hai người bọn họ dung hợp bộc phát, xa xa siêu việt tổng số thần lực của hai người. Thần lực hỏa dung hợp thần lực quang, trong nháy mắt bộc phát, nhất thời hình thành một loạt phản ứng liên tỏa, quá trình cả thần lực bộc phát liền không cách nào kết thúc, càng không cách nào nghịch chuyển. Thần lực bọn họ phong cuồng bành trướng lên, nhất thời bộc phát diện độ cực hạn cùng nguyên năng đáng sợ siêu việt vạn vật, tồi hủy tất cả. Thần quốc của hư không cổ thần này, ở dưới thần lực này bộc phát, giống như giấy hồ, yếu ớt không chịu nổi. Ở bên trong thần lực bộc phát bành trướng, nhất thời bị vỡ nát, bị phá diệt triệt để sụp đổ tan rã hư không cổ thần đều không có phản ứng lại ở bên trong nổ mạnh này thần quốc chính mình sụp đổ cả người hắn cũng là giống như hư huyễn giang giác một tiếng hóa thành phi bụi cổ thần cường đại này chính là như vậy vô thanh vô tức tử vong nhưng mà hắn chết cũng không phải kết thúc theo hư không cổ thần tử vong thần lực của lạc ly cùng phạm vô kiếp tiếp tục nổ mạnh nếu dùng mắt thường xem ra trước hết nhìn đến chính là bên trong thần quốc xuất hiện một đạo hỏa diễm sau đó phía trên hỏa diễm bộc phát hào quang theo sau một điểm ánh lửa xí liệt vô cùng ầm ầm nổ bắn ra ánh lửa trùng thiên ánh lửa quá sử bên trong thần quốc toàn bộ tất cả đều bị yên diệt phân giải thành nguyên năng cơ bản nhất sau gia nhập bên trong ánh lửa ánh lửa đáng sợ giống như cuồng phong càng lúc càng hung mãnh phạm vi nó lan đến càng lúc càng rộng lớn ánh lửa càng lúc càng hung dũng cuối cùng trải rộng cả thần quốc sau đó thần quốc triệt để biến mất không đến một tức thời gian, oanh một tiếng, thần quốc này tiêu tán. Nhưng mà sự tình càng thêm ly kỳ xuất hiện, mấy tức sau, toàn bộ nguyên năng từ ngưng kết mới, cũng hình thành pháp tắc mới, một thần quốc mới như vậy sinh ra. Một đạo thế giới mới lấp lánh lóng lánh, ở chỗ thần quốc hư không cổ thần trước kia, lan tràn ra đến, một lần nữa xuất hiện. Thần quốc này, so với thần quốc hư không cổ thần, nhỏ hơn một nửa, chỉ có phạm vi ngàn dặm, hơn nữa trong đó không có sự vật gì tồn tại, nhưng mà thần quốc này lại vô cùng kiền tịnh vô cùng thánh khiết trong đó bố mãn hào quang lạc ly cùng phạm vô kiếp ngây ngốc ở bên trong thần quốc này kinh ngạc vô cùng hơn nửa ngày phạm vô kiếp nói cái này đây là chuyện gì lạc ly nhíu mày nói không biết bất quá ta biết hư không cổ thần đã bị chúng ta tiêu diệt phạm vô kiếp nói cứ diệt như vậy khó có thể tin tưởng lúc đó chúng ta tiêu diệt tham lam cổ ma chính là phí tận tâm kỳ lạc ly nói cảm giác kỳ quái giống như thần quốc này giống như chính là ta nhưng mà ta lại không cách nào khống chế nó phạm vô kiếp thử thử nói ta cũng không cách nào khống chế nó bất quá ta biết chỉ cần ngươi ta hợp lực là có thể cùng nhau khống chế nó thần quốc này là ngươi ta thả ra thần lực bộc phát của chúng ta đem thần quốc hư không cổ thần hóa thành thần quốc cộng đồng hai người chúng ta lạc ly nhíu mày nhất thời đã biết sao lại thế này bên trong đại đạo hỏa chính mình có lực sang thế hơn nữa lực quang minh của phạm vô kiếp Luyện hóa thần quốc hư không hóa thành thần quốc hai người chính mình. Lạc Ly nói, tốt lắm, chúng ta thử một lần. Đem thần quốc này thu hồi. Chương 1366, quốc nguy nhẫn trợ thần đỉnh phúc. Hai, hai người cùng nhau thi triển thần lực chính mình, theo bọn họ rót vào thần lực, nhất thời thần quốc này bắt đầu nhỏ đi, dung hợp, chuyển mắt, Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp xuất hiện ở bên trong hư không vũ trụ bình thường, ở trước mắt bọn họ có một quả giống như bảo thạch hào quang kỳ dị. Đây chính là thần quốc mới vừa rồi nhìn thần quốc này, Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp liếc mắt một cái nhìn nhau. Phạm Vô Kiếp nói, thứ này chia như thế nào? Lạc Ly hồi đáp, rõ ràng chúng ta mỗi người một nửa đi. Chính mình không thể khống chế thần quốc, không hề giá trị. Phạm Vô Kiếp gật đầu, hai người đưa tay chạm đến bảo thạch này, cùng nhau hạ đạt mệnh lệnh, nhất thời thần quốc này răng rắc một tiếng. Lập tức chia thành hai nửa, mỗi người một nửa, đến tận đây phân liệt. Lạc Ly được đến thần quốc, từ phạm vi ngàn dặm lúc trước, lập tức biến thành chỉ có 300 dặm. Tổn thất cực đại, nhưng mà thần quốc này lại là đầy đủ, có thể luyện hóa hóa thành thần quốc chuyên trúc chính mình. Thần quốc của Phạm Vô Kiếp cũng như thế, hắn cao hứng nhìn thần quốc, Lạc Ly nhịn không được nói. Vô Kiếp, ta nhắc nhở ngươi một tiếng, mặc dù chúng ta có thần lực, nhưng mà chúng ta vẫn là tu sĩ, chúng ta đi là đường tu luyện phi thăng tu tiên. Nhưng mà một khi luyện hóa thần quốc, vậy hoàn toàn khác. Phạm Vô Kiếp sửng sốt, nhìn về phía Lạc Ly hỏi có ý tứ gì. Lạc Ly nói, một khi luyện hóa thần quốc, đi chính là đường thần chủ. Con đường đỉnh phong này chính là ma chủ, đạo chủ, Phật chủ các siêu cấp tồn tại. Có thần quốc, đến tận đây tự thân thành giới, sẽ thấy cũng không khả năng phi thăng đến tiên giới, chân ma giới, loại thế giới cao vĩ độ này. Người phải suy nghĩ cẩn thận, Phạm Vô Kiếp nhất thời kinh ngốc nói, còn có kiểu nói này. Lạc Ly gật đầu nói, phải, đây là áo rượu ta được biết ở trong chân tiên quyết. Ngay tại thời điểm hai người nói chuyện, đột nhiên bọn họ nhìn về phía nơi xa, chân mày cao lại. Ở nơi xa, như ẩn như hiện, có thần lực xuất hiện. Thần lực này không thể so hư không cổ thần hơn kém bao nhiêu, hơn nữa không phải một đạo, ước chừng mười mấy đạo, thành bốn phương tám hướng xu thế vây đổ lại đây. Chỗ này là hang ổ thần quốc hư không cổ thần, hắn xảy ra chuyện, cổ thần khác cảm giác được nguy cơ, lập tức đến đây. Nếu là một hai cổ thần, hai người lạc ly không sợ, nhưng mà mười mấy cái này, nhiều lắm, cái này lại không được. Lạc Ly lập tức nói, chúng ta đi. Hắn cùng Phạm Vô Kiếp lập tức bỏ chạy, chính là lóe lên. Trong nháy mắt, thời không na di, nhất thời Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp phát hiện bọn họ na di đến bên trong một thế giới. Bầu trời màu vàng, một vầng mặt trời cao quải, một con sông lớn từ trên bình nguyên phi nhanh mà qua, đem bình nguyên rộng rãi một phân thành hai. Trên bình nguyên liên nguyên rộng lớn bị khai khẩn thành từng phiến ruộng đất, trên ruộng đất còn có không ít nông phu vất vả cần cù đang chống chọi với mặt trời chói trang lao tác từng tòa thôn trang đơn giản lại mỹ lệ phân bố ở các nơi bình nguyên mỗi thôn trang vị trí chỉnh tề giống như là trước đó được phân chia hợp lý ở chỗ trung tâm nhất của bình nguyên đứng vững một tòa thánh sơn hiểm tuấn hùng kỳ thánh sơn cao ước trừng vạn trượng giống như một thanh cự trụ thiên vách đá đứng thẳng tắp không có đường nào lên núi ở sườn thánh sơn tọa lạc một mảng cung điện kim bích huy hoàng tiêm tháp đứng vững mái vòm thật lớn cửa sổ cao lớn hình đoá hoa cùng đỉnh tiêm lạc cả tòa kiến trúc tuyến điều giản khiết mà cương ngạnh, khí thế hoành đại mà xâm nghiêm. Tài chất kiến trúc màu vàng loang loáng, trong kim quang thiểm thiểm còn lộ ra một loại hào quang tinh oánh trong sáng, làm cho khắp cung điện lại càng thêm cao quý hoa lệ không thể tưởng tượng. Từng đạo thần quang từ chỗ trung tâm nhất của cung điện phúc xạ đi ra, thần quang này thậm chí phúc xạ cả thế giới. Hai người lạc ly na di đến đây, liền cảm ứng không gian này cùng chúng khác nhau. Diện tích không gian đạt tới ức vạn dặm, đến nơi nơi đều sung mãn một loại hào quang thần lực mắt thường khó thấy hào quang này cường thịnh mà không trói mắt cường đại mà không trương dương trong ôn hòa lại bài xích tất cả lực lượng đặc tính khác đây cũng là thần quốc hơn nữa là thần quốc hoàn mỹ siêu việt thần quốc hư không cổ thần hàng trăm hàng ngàn lần hơn nữa có thể cảm giác được nơi xa thần quốc này còn có thần quốc cùng thần quốc này tương liên ở thế giới này biện pháp sanh bạo thần quốc hư không rốt cuộc vô hiệu Phạm vô kiếp nhất thời nói, không tốt, chúng ta bị lừa. Cổ thần này sở dĩ xuất hiện, chính là bức lạc ly bọn họ na mượn cái này đem bọn họ na di đến bên trong thần quốc này. Ở bên trong thần quốc này, lục tục có hào quang xuất hiện, mười mấy cổ thần này, trở về thần quốc. Như thế này thì phải làm sao? Ngay tại thời khắc nguy cấp này, đột nhiên một đạo bóng người lặng yên xuất hiện, một tay giữ chặt lạc ly cùng Phạm vô kiếp nói, mau, thừa dịp bọn họ còn chưa có trở về, theo ta đi. Lạc ly sửng sốt, nhìn đến đạo thân ảnh này, nhịn không được kích động nói, là ngươi. Lạc ly nhịn không được hô, là ngươi. Ngươi đến không phải ai khác, chính là bên trong hạo kiếp thiên địa năm ấy, lịch đấu lượng hướng mình cầu sinh. Lịch đấu lượng gật gật đầu nói, mau cùng ta đi, nếu không đi liền đi không kịp. Nói xong, hắn bắt lấy tay lạc ly cùng phạm vô kiếp, chính là nhất đột, nhất thời cả người hóa thành một đạo lôi quang, ở đây biến mất không thấy. Thế giới trước mắt lạc ly biến đổi, lập tức phát hiện chính mình rời khỏi thần quốc kỳ gì kia, trở về thế giới bình thường. Ba người lập tức tiếp tục viễn đột chuyển mắt chính là phi độn mười mấy vạn dặm, rời khỏi chỗ nguy hiểm nơi đó. Lạc Ly quan sát hoàn cảnh, nhất thời phát hiện chính mình thật ra cũng không có rời khỏi trung thiên chủ thế giới bao xa, tiểu thiên thế giới bị hư không cổ thần cải tạo, thật ra coi như là tinh cầu phụ thuộc trung thiên chủ thế giới. Tiếp tục phi độn, phía trước trung thiên chủ thế giới xuất hiện, xem như triệt để an toàn, Lạc Ly nhìn về phía lịch đấu lượng. Nhíu mày hỏi, Đấu Lượng, như thế nào là ngươi, ngươi như thế nào cùng cổ thần này ở cùng nhau? Lịch Đấu Lượng nhìn về phía nơi xa, chậm rãi nói, thật ra chúng ta vốn chính là thần nhiệt, thần nhiệt vốn chính là một bộ phận của cổ thần. Lạc Ly còn không có nói chuyện, Phạm Vô Kiếp cả giận nói, nhảm nhí, thần nhiệt gì, cổ thần gì, chó má, chúng ta chính là chúng ta, chúng ta không phải bất luận kẻ nào, tồn tại gì. Không biết vì cái gì Phạm Vô Kiếp nổi giận như thế, bất quá bộ dạng của Lịch Đấu Lượng giống như thực hiểu biết hắn chỉ làm mỉm cười, không có trả lời Phạm Vô Kiếp nổi giận. chương 1367, Thiên nhiên Đại Bỉ Tông Môn Hội. một Lạc Ly không có quan tâm Phạm Vô Kiếp, tiếp tục hỏi. Đấu lượng, người đến cùng sao lại thế này, nói kỹ lại đi. Lịch đấu lượng nói, lần trước hạo kiếp, ta tự tìm đường sống sau, bị hạo kiếp trọng thương, bên trong hôn mê, được nữ thần sinh mệnh cứu. Lạc Ly nhíu mày nói, nữ thần sinh mệnh, con thỏ tiểu tuyết của Lạc Ly, bản chất chính là nữ thần sinh mệnh, năng lực trị liệu siêu cấp cường đại. Lạc Ly lại là nói, thần thần ma ma này, đều đã chết bao nhiêu năm, làm gì lại đều sống lại. Đã chết thì chết đi, thật sự là ma phiền. Lịch đấu lượng tiếp tục nói, thật ra, cổ thần cổ ma này, cũng không phải sống lại. Chuẩn xác mà nói phải biết là trọng sinh, trọng tân sinh mệnh, cùng sinh mệnh quá khứ cũng không giống nhau. Năm ấy thời kỳ thần ma mà thế hạo kiếp, cổ thần cổ ma này liền đều dự cảm thấy chính mình chung kết tử vong, cho nên bọn họ liền liền lưu lại mầm móng huyết mạch chính mình. Chờ đợi thiên địa đại biến, chính mình lại một lần nữa trọng sinh, trung thiên chủ thế giới trải qua vô số vạn năm, rốt cuộc một lần hạo kiếp thiên địa này, phong lôi địa hỏa trọng tổ thế giới, mượn thế giới này cải biến. Mầm móng huyết mạch bọn họ lưu lại, liền liền bị kích hoạt, cho nên không ít thần ma đến đây trọng sinh sống lại. Nữ thần sinh mệnh tưởng ta cũng là lôi thần một lần nữa sống lại, nàng đã cứu ta, ta liền cùng nàng ở cùng nhau. Lạc Ly gật đầu, thì ra như thế cái gọi là thần ma sống lại là hồi sự như vậy phạm vô kiếp không có tâm tư quản mấy lời nói của lịch đấu lượng đột nhiên phạm vô kiếp ngắt lời hỏi thần quốc mới vừa rồi là thần quốc của ai lạc ly cũng là hỏi phải thần quốc kia thật lợi hại so với thần quốc hư không cổ thần cường đại vô số lần căn bản không phá nổi lịch đấu lượng nhìn về phía phạm vô kiếp nói thần quốc đó chính là thần quốc hoàn mỹ thần quốc hư không bị các người đánh phá chỉ là bán thành phẩm ngư không cổ thần bởi vì thần tính ngư không của hắn là có danh lại không cấu kiến thần quốc bao nhiêu năm nay cũng không có cấu kiến thành công không cách nào cùng thần quốc khác tương liên phạm vô kiếp mới vừa rồi ở bên trong thần quốc kia cảm giác có phải rất là dị dạng hay không thực đơn giản bởi vì thần quốc đó chính là thần quốc quang minh do quang minh thần hoàng cấu kiến nhất thời lạc ly đã biết vì cái gì sau khi rời khỏi thần quốc kia phạm vô kiếp nổi giận như thế thì ra thần quốc đó chính là thần quốc quang minh thần hoàng mà huyết mạch Phạm Vô Kiếp chính là Quang Minh Thần, giữa hai người có liên hệ chặt chẽ, cho nên Phạm Vô Kiếp nổi giận. Phạm Vô Kiếp cắn răng nói, dù hắn là Quang Minh Thần hoàng gì, dù hắn là thứ gì, cùng ta không phát sinh liên hệ, ta là Phạm Vô Kiếp độc nhất vô nhị. Hắn không được vọng tưởng khống chế nhân sinh ta. Lịch đấu lượng tiếp tục nói, một lần hạo kiếp thiên địa này, thần ma sống lại, nhưng mà thần ma chân chính sống lại cũng không có nhiều như thời đại thần ma. Cổ thần bên này cũng chính là sống lại mười mấy cái cổ thần theo ta biết hắc ám ma hoàng cổ ma bên kia, cũng không có sống lại, hơn nữa cổ thần 12 thần hoàng, cổ ma 12 ma hoàng, cũng chỉ là sống lại ba bốn cái. Lạc Ly đột nhiên nhìn về phía lịch đấu lượng hỏi, đấu lượng, người đến cùng là lịch đấu lượng tu sĩ nhân tộc, hay là lôi thần cổ thần? Lịch đấu lượng bị Lạc Ly bước vấn, hắn do dự một chút, chậm rãi nói ta, ta là lịch đấu lượng tu sĩ nhân tộc thần tối cao thần uy tông. Ta không phải lôi thần, ta là lịch đấu lượng. Lời bày tỏ cuối cùng, hắn giống như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân xem ra ở bên trong vấn đề này hắn cũng là vô tận do dự khó có thể tuyển chọn bất quá hắn lại nói thật ra có chút cổ thần cũng không phải giống như chúng ta tưởng tượng thế nào cũng phải hủy diệt nhân tộc bọn họ cùng chúng ta không có cái gì khác biệt chỉ là muốn bình tĩnh sống sót lạc ly cười nói ví dụ như nữ thần sinh mệnh lạc ly nhìn ra giữa lịch đấu lượng này cùng nữ thần sinh mệnh nhất định có nhất chân lịch đấu lượng sắc mặt đỏ hồng không có nhiều lời Lạc Ly cuối cùng nói, chúng ta trở về đi, trước đêm đăng tháp hư không cấu kiến đi ra, một lần này nên có thể thành công. Lịch đấu lượng nói, tốt lắm, các ngươi đi thôi, ta tiếp tục trở về thần giới, ta làm lôi thần, tra xét hành động của bọn họ, nếu bọn họ tập kích trung thiên chủ thế giới, đến lúc đó thông báo các ngươi. Cái gọi là thần giới, chính là thần quốc quang minh quang minh thần hoàng, hắn lấy thần quốc hoàn mỹ chính mình làm trung tâm, liên tiếp thần quốc hoàn mỹ khác, cấu kiến nhất giới, hào xương thần giới hư không cổ thần không giỏi về cấu kiến thần quốc cho nên thần quốc của hắn căn bản không đủ hoàn mỹ ở trong trạng thái bán thành phẩm cho nên không có biện pháp liên tiếp quang minh thần quốc cuối cùng bị lạc ly phá diệt đến tận đây ba người chia tay lúc chia tay lịch đấu lượng đột nhiên xuất ra một cây lông chim màu đen đưa cho lạc ly nói đúng lạc ly cái này cho ngươi theo ta quan sát ở cổ ma bên kia giống như cũng có người giống ta tiềm nhập trong đó cái này là phương pháp liên hệ nàng lưu cho ta nhóm lửa căn lông chim này nàng liền sẽ biết ngươi đang liên hệ nàng cổ thần cấu kiến thần quốc mà cổ ma tắc là tế luyện ma vực mặc dù có khác biệt rất lớn nhưng mà có thể nói bản chất giống nhau lạc ly thu hồi cái lông chim rất lớn nói tốt ta đã biết đến tận đây ba người chia tay lạc ly cùng phạm vô kiếp trở về phía trên hư không địa vực sở nam vẫn là cái cung điện này rất nhiều phản hư đến đây nhìn đến lạc ly quay về lập tức vô số phản hư lại đây dò hỏi lạc ly nói có thể xác định rồi đây là cổ thần tác loạn cổ thần này. Lạc Ly đem bí mật cổ thần chính mình biết, tận sổ bày tỏ, mọi người đều là thở dài không thôi, đến tận đây trung thiên chủ thế giới lại phải nhiều chuyện. Mọi người liền liền phát ra phi phù, truyền tín đệ tử lưu thủ tông môn cùng thân bằng hảo hữu chính mình. Rất nhanh nơi xa truyền tới tin tức, nhận được tin tức Lạc Ly bên này, mấy chỗ địa vực khác, cũng là phát hiện tung tích cổ thần cùng cổ ma, là bọn họ phá hoại cấu kiến hệ thống đăng tháp. Địa vực khác, thần ma này đều là bỏ chạy, chỉ có địa vực trung nguyên, một cổ ma bị kiếm thần côn luân lấy lục tiên kiếm chảm sát. Biết vấn đề, vậy dễ dàng giải quyết, rất nhanh có phản hư chân nhất luyện ra pháp bảo kỳ dị, có thể cảm ứng thần lực phá hoại. Sau đó mọi người lại một lần nữa cấu kiến đăng tháp hư không. Một lần này, thật ra không có pháp bảo cảm ứng này, cổ thần cổ ma cũng sẽ không đến đây phá hoại, nhất thời vô cùng thuận lợi hẳn lên. Ở dưới lạc ly nắm trong tay, vẫn là sử dụng phương pháp chín hoành chín thụ 18 chủ tuyến lúc mới bắt đầu chương 1367, thiên Niên đại bỉ tông môn hội. Hai, thời thần vừa đến, ở trên người Lạc Ly bộc phát một đạo thần niệm, toàn bộ phản hư chân nhất lập tức cảm ứng đến mệnh lệnh của Lạc Ly. Đồng thời như thế, toàn bộ phản hư chân nhất lập tức thôi động thiên đạo pháp tác chính mình nắm giữ, kích hoạt pháp bảo đăng tháp trong tay, sau đó liền hướng về hư không nhấn một cái. Pháp bảo đăng tháp này lập tức phát quang, từng cái tương liên hư không, nhất thời, chỉ thấy ở trên không địa vực sở nam, như ẩn như hiện xuất hiện chín hoành chín thụ, 18 điều quang tuyến, quán mặc cả địa vực sở nam. Một tiếng nổ vang, nhất thời thành công. Đến tận đây, pháp bảo đăng tháp này dung nhập bên trong hư không, cùng thiên địa dung hợp, đối ứng nhật nguyệt tinh thần, hoàn thành cấu kiến thể hệ đăng tháp. Cấu kiến chủ tuyến hoàn tất, còn lại liền đều dễ dàng hơn, ở dưới rất nhiều phản hư, cộng thêm vô số tu sĩ khác cùng nhau cố gắng, ở phía trên chủ tuyến, phụ ra 108 phụ tuyến, mà ở dưới phụ tuyến, gia tăng một ngàn linh một điều ẩn tuyến. Chỗ tuyến này giao hối, chính là chỗ an trí đăng tháp, hình thành 36 đại trận thiên cương, 72 ẩn trận địa sát, 3.665 tiểu trận, pháp trận này, liên tiếp hoàn mỹ, tự thành một thể hệ đăng tháp phòng ngự. Một năm sau, một cái đăng tháp cuối cùng được bố trí hoàn tất, nhất thời trên không sở nam, 12 vạn 9.600 cái đăng tháp, toàn bộ kích hoạt, hình thành một thể hệ bảo hộ thật lớn, cùng thiên địa dung hợp, vọng tưởng phá hoại đăng tháp, bị lôi kiếp cửu thiên sở diệt. Đến tận đây thiên ma ngoại vực, suy nghĩ xâm nhập trung thiên chủ thế giới, đó là tự tìm đường chết. Một năm này đến, cổ thần cùng cổ ma, thật giống như tiêu thất, không có động tính. Theo lịch đấu lượng nói, thật ra đối với cổ thần cùng cổ ma mà nói, quan niệm thời gian cùng thời gian của nhân tộc cũng không giống nhau, bọn họ có thọ mệnh vô cùng, cũng không giống nhân tộc quý trọng mỗi một ngày, mỗi một khắc thời gian. Đăng tháp hư không cấu kiến vô cùng, ở rất nhiều địa vực, Địa vực sở Nam là hoàn thành đầu tiên xa xa siêu Việt địa vực khác tu sĩ tham gia cấu kiến đăng tháp từng người trong lòng tự hào kiêu ngạo hoàn thành cấu kiến đăng tháp mọi người cuồng hoan ba ngày sau đó đều tự tán đi ở trong vòng một năm này không ít người đã trở thành bạn tốt đám người lạc ly trở về hốn nguyên tông một thần đã quay về lại mang đến một tin tức không tốt chỉ bảo cách đoạn tiên thiên ngũ hành bị ngũ hành tông bí mật tiềm ẩn không phải nhất thì tam khác có thể tham tính đi ra tin tức Ba đại tổ sư đã bỏ qua biện pháp phá diệt ngũ hành tông, tìm trí bảo, bọn họ nghĩ ra một biện pháp khác, thì phải là câu dẫn ngũ hành tông, chính mình xuất ra trí bảo. Mà làm như vậy chỉ có một cơ hội, thì phải là tông môn hội. Cách mỗi ngàn năm cử hành đại bỉ thượng môn một lần, đại hội tông môn để quyết định bài danh thượng môn, quyết định các đại thượng môn chiếm cứ linh địa thiên địa, môn phái hưng vong. Biết tin tức này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, khoảng cách đại hội tông môn còn có 11 năm thời gian, như vậy chính mình là có thể trước lợi dụng đoạn thời gian này tấn thăng quy nguyên lạc ly trở về hỗn nguyên tông chuẩn bị tấn thăng cảnh giới quy nguyên bất quá trước khi tấn thăng cảnh giới quy nguyên lạc ly lại lặng yên rời khỏi hắn rời khỏi địa vực sở nam hướng về nơi xa bỏ chạy lần này phá diệt thần quốc cổ thần cấu kiến thể hệ đăng tháp hoàn tất sau trước khi chuẩn bị tấn thăng cảnh giới không biết vì cái gì lạc ly luôn cảm thấy chính mình có một sự tình chưa làm sự tình này như ẩn như hiện ẩn ước bàn cứ ở trong lòng lạc ly khiến hắn luôn cảm giác thiếu cái gì đó nếu chính mình sai quá việc này tấn thăng cảnh giới quy nguyên sẽ hối hận trung sinh đợi cho cấu kiến thể hệ đăng tháp hoàn thành hỗn nguyên tông một lòng cao thấp chỉ chờ đại hội tông môn lạc ly có thời gian rảnh hắn bắt đầu tìm việc này hoàn thành việc này trong lòng thanh tịnh ở tấn thăng quy nguyên nghĩ đi nghĩ lại lạc ly tới địa vực liêu đông trở về linh điệp tông lần này hạo kiếp thiên địa sau Lạc Ly chưa từng có hỏi Linh Điệp Tông sinh tử, bởi vì trong lòng hắn biết, lần Hạo Kiếp này, mặc dù địa vực Liêu Đông cũng không giống Sở Nam bên này long trời lỡ đất, nhưng mà Hạo Kiếp cũng là không nhỏ. Ở bên trong Hạo Kiếp này, không biết Linh Điệp Tông có chống đỡ được hay không, có phải sinh tử của Linh Điệp Tông ảnh hưởng chính mình hay không. Cho nên lần này Lạc Ly trước khi tấn thăng cảnh giới Quy Nguyên, trước về địa vực Liêu Đông, thăm hỏi Linh Điệp Tông. Một bước bước ra, Tứ Cửu Độn Thuật, trong nháy mắt phiến độ mấy vạn dặm, lại là một bước lại là mấy vạn dặm, rất nhanh, linh điệp ngũ đảo xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Xa xa nhìn lại, nhất thời Lạc Ly hiện, quả nhiên bên trong hạo kiếp, chỗ này cũng là chịu nạn, năm đảo trước đây ít nhất tiêu thất hai đảo, bất quá các đảo khác dung hợp một thể, trong đó một chỗ diện tích ước chừng khoách trương mấy dặm. Truyền mắt, Lạc Ly chính là đi tới trên đảo, xa xa nhìn lại, Lạc Ly âm thầm thở ra một hơi dài. Linh Điệp Tông còn đó, tử dương nhai vẫn y như lúc ban đầu, không ít tu sĩ đệ tử Linh Điệp Tông, ở trên tử dương nhai tiếp tục tu luyện lạc ly lại là một bước tiến nhập bên trong linh điệp tông này bên trong linh điệp tông vô số đệ tử cùng lạc ly gặp thoáng qua nhưng mà bọn họ không có một ai có thể cảm giác được lạc ly tồn tại kể từ sau khi phương ánh tuyết chết lạc ly đến đây không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào linh điệp tông bước chậm nơi đây lạc ly nhất thời đã biết biện pháp rất nhiều tu sĩ linh điệp tông tách ra hạo kiếp không thể tưởng được hạo kiếp sinh ngũ đảo linh điệp ở bên trong hủy diệt lại có một chỗ an toàn vô cùng đó là thứ nguyên động thiên thế giới ngân châu đại lục nơi đó không có linh khí gì hạo kiếp đáng sợ như vậy ở nơi khô héo này uy lực hạ thấp đến cực hạn rất nhiều tu sĩ linh điệp tông trốn vào đại lục ngân châu ở nơi đó né nửa năm hạo kiếp kết thúc trở về thiên địa gần như không có tổn thất gì lạc ly lắc đầu chính là cười không thể tưởng được lại là cơ duyên như thế linh điệp tông không có vấn đề xem ra chỗ này không phải việc tâm khiên mộng nhiễu chính mình lạc ly chính là xoay người rời khỏi việc chỗ này chính mình đam tâm đã giải trừ cho nên lạc ly trở về hỗn nguyên tông lần này trở về hỗn nguyên tông lạc ly cũng là vô thanh vô tức gần như không ai nhìn đến hắn hắn không muốn người khác nhìn đến hắn ai cũng không cách nào nhìn đến hắn lạc ly ở giữa nội môn ngoại môn hỗn nguyên tông đi lại tìm việc tâm khiên mộng nhiễu thiên khuynh phong chính nhất phủ chuyển chu cốc tổ sư đường đại lục tuyên châu toàn bộ địa vực đều là đi đến chương 1368, băng tuyết ngạo thế chuyển sinh không. Một, một ngày này, Lạc Ly đi tới trong băng tuyết gốc phía trên đại lục tuyên châu hốn Nguyên Tông. Nơi đây, chính là một trong phúc địa hốn Nguyên Tông, thời khắc đều là khí hậu vô tận rét lạnh, băng tuyết bao trùm, vô tận băng phong, nơi đây có loại hồng mai, càng là lạnh lùng, càng là khai phóng, tinh hoa trong đó, chính là tài liệu luyện đan thượng giai. Năm ấy chỗ này là nơi ninh thiên tuyết thích nhất, nàng ở nơi đây cấu kiến động phủ, Lạc Ly từng đến đây làm khách, đến quá vài lần. Một lần này trọng du trốn cũ, Lạc Ly đến đây, đi tới chỗ này, đột nhiên Lạc Ly đã biết vì cái gì chính mình lại có việc tâm khiên mộng nhiễu. Đột nhiên sáng sủa, nhất thời sáng tỏ, hắn xuất ra nửa cái thần quốc chính mình được đến, sau đó lại là lấy ra một vật, chính là thời điểm năm ấy Ninh Thiên Tuyết tử vong, lưu lại một giọt nước mắt cuối cùng, một điểm bông tuyết. Điểm bông tuyết này, tích hàm đạo nữ thần băng tuyết Ninh Thiên Tuyết, vô tận hàn băng lạc ly nở nụ cười đây là nụ cười cao hứng chân chính hắn có cảm giác đem bông tuyết này dung nhập đến bên trong thần quốc là có thể một lần nữa cấu kiến thần quốc băng tuyết có lẽ là có thể đem ninh thiên tuyết sống lại loại cảm giác này chính là dự cảm tiên thiên cảm ứng bên trong thần giác nếu qua hai năm lạc ly được đến thần quốc cương trệ liền không cách nào làm ninh thiên tuyết sống lại cho nên lạc ly ở trước khi bế quan chính là ẩn ước có lần cảm ứng bởi vì hắn bế quan tấn thăng quy nguyên không biết cần thời gian dài bao nhiêu có lẽ chính là mất đi cơ hội này. Lạc Ly lập tức chuẩn bị phục hoạt Ninh Thiên Tuyết, nhưng mà Lạc Ly hiện tại, thần quốc không đủ. Đây vốn là thần quốc hư không cổ thần, bị Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp một phân thành hai, đến đây lực thần quốc, hoàn toàn không đủ, không cách nào phục hoạt Ninh Thiên Tuyết. Lạc Ly thở dài một tiếng, chỉ có một biện pháp, hắn bắt đầu đi tìm Phạm Vô Kiếp. Chỉ có tìm được Phạm Vô Kiếp, phải đem nửa cái thần quốc trong tay Phạm Vô Kiếp về, hai cái dung hợp, mượn thần quốc đầy đủ này mới có thể phục hoạt ninh thiên tuyết. Phạm vô kiếp kể từ sau sự kiện thần quốc lần trước, bất luận ở cấu kiến đăng tháp hư không, hay là trở về hỗn nguyên tông, đều giống như biến thành một người khác, yên lặng không lời nào để nói, chỉ là đau khổ tu luyện. Lạc ly lại một lần nữa nhìn đến hắn, chính là sừng sốt, chỉ thấy phạm vô kiếp đầu đầy tóc dài, dâu ria lởm chởm, quần áo tà tơi, vốn hắn chính là người ái mỹ nhất. Hiện tại gần như không hề trọng thị nhi biểu, đem toàn bộ thời gian toàn bộ dùng đến tu luyện. Nhìn đến hình dạng hắn, Lạc Ly ẩn ước biết, thần quốc quang minh thần hoàng, giống như đối với Phạm Vô Kiếp tạo thành kích thích nào đó. Lạc Ly đi tới trước người Phạm Vô Kiếp nói, Vô Kiếp sư đệ, ta có một sự tình, muốn cầu ngươi giúp việc. Phạm Vô Kiếp sửng sốt, nói, ngươi còn có lúc cầu ta. Lạc Ly gật đầu nói, ta nghĩ muốn nửa cái thần quốc trong tay ngươi, mượn cái này ta muốn phục hoạt ninh thiên tuyết. Còn xin vô vô kiếp đệ giúp việc, Lạc Ly hạ quyết tâm, chính mình trước cùng Phạm Vô Kiếp cầu, hắn nếu là không cho vậy chỉ có xin thứ lỗi chỉ có thể cướp phục hoạt ninh thiên tuyết thế tất phải làm phạm vô kiếp nhíu mày một cái nói phục hoạt ninh thiên tuyết ngươi muốn thần quốc của ta hắn nhắm mắt nghĩ nghĩ sau đó nói được ta có thể cho ngươi nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện giúp ta một lần nghĩ nghĩ phạm vô kiếp lại là nói không được không được lạc ly tưởng hắn muốn đổi ý muốn đem động thủ phạm vô kiếp nói không được ngươi giúp ta hai lần hai lần, tên này bản chất không thay đổi, lập tức định tăng giá. Lạc Ly lắc đầu nói, vô kiếp sư đệ, ta thật muốn giáo huấn ngươi một trận, hai lần liền hai lần, ta giúp ngươi hai lần. Được, ta đáp ứng ngươi. Phạm vô kiếp chính là cười, đem thần quốc kia xuất ra, đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly tiếp lấy, hai thần quốc dung hợp một thể, nhất thời hóa thành một thần quốc đầy đủ, sau đó Lạc Ly đem điểm bông tuyết của Ninh Thiên Tuyết, để vào bên trong thần quốc này. Nhất thời thần quốc này chính là biến đổi, hóa thành một thế giới băng tuyết, trong đó giống như có cái gì đang dựng dục đi ra. Lạc Ly cẩn thận nhìn tất cả cái này, trong lòng kích động, có lẽ Ninh Thiên Tuyết muốn đem sống lại. Một điểm hào quang, chậm rãi trưởng thành, cần một đoạn thời gian. Đợi không có chuyện, Lạc Ly nghĩ nghĩ, nhìn về phía Phạm Vô Kiếp nói. Vô Kiếp sư đệ, người tám phần lo lắng quang minh thánh hoàng lợi dụng huyết mạch quang minh thần, đoạt xá thân thể ngươi à. Cho nên ngươi liều mạng tu luyện, muốn thủ hộ tự thân. Nhất thời phạm vô kiếp sắc mặt biến đổi, bị Lạc Ly nói chung yếu hại. Lạc Ly tiếp tục nói, thật ra, người không cần lo lắng, quang minh thần hoàng là quang minh thần hoàng, người phạm vô kiếp là người phạm vô kiếp, sợ hắn làm chi. Phạm vô kiếp nói, nhưng mà, nhưng mà, hắn chính là quang minh thần hoàng. Lạc Ly cười nói, thì tính sao? Thật ra, ta nguyên bản là huyết mạch cổ thần, cũng từng muốn ban tặng ta lực lượng, muốn mượn cơ đoạt lấy thân thể ta. Kết quả, bị ta tiêu diệt, dù hắn là cái gì, Cổ thần gì, lực lượng gì, ta là lạc ly độc nhất vô nhị, thân thể ta là ta, bọn họ này đã là đám cổ thần quá khứ, đều cút thật xa cho ta. Lạc ly ta có thể như thế, phạm vô kiếp người chẳng lẽ không được sao? Không cần vì thế đảm chiến tâm hàn, có gì đáng sợ? Ở trong lời nói của lạc ly, ánh mắt phạm vô kiếp sáng lên, hắn chậm rãi đứng lên, ở trên người hắn, giống như có một ảnh đang giống to, đang la lên, nhưng mà dần dần tán đi. Phạm vô kiếp cao giọng nói, đúng, ta là phạm vô kiếp độc nhất vô nhị, ta có cái gì đáng sợ? quang minh thần hoàng gì cút cho ta. đến tận đây trên người phạm vô kiếp biến đổi, zoria biến mất, quần áo sạch sẽ, lại là ngọc thụ lâm phong hẳn lên. lạc ly gật đầu, vì phạm vô kiếp ủng hộ cao hứng. thật ra cũng không phải lời nói của lạc ly lợi hại, kinh tỉnh phạm vô kiếp ở bên trong thần quốc rời khỏi, quang minh thần hoàng đã đối với phạm vô kiếp ra tay, không tính là đến đây Lạc Ly xuất hiện, bản chất Lạc Ly chính là thần mặt thế, trời sinh khắc chế quang minh thần hoàng. Năm ấy, Phạm Vô Kiếp ở ngoại môn hỗn Nguyên Tông, thời điểm thông qua thí luyện hỗn độn bàn cổ phủ, quang minh thần hoàng liền từng đoạt xá thần hồn, nhưng mà gặp phải Lạc Ly, trời sinh áp chế, nhất thời ý niệm của quang minh thần hoàng tán đi, một lần này cũng là như thế. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, trong lòng thanh minh, hắn nói, hai lần, hai lần, người giúp ta một lần. Lạc Ly nói, ha ha ha, tốt, hai lần liền hai lần, ngay tại thời điểm bọn họ đàm thoại, thần quốc băng tuyết đột nhiên khinh hưởng một tiếng, chính là vỡ nát, ở bên trong thần quốc xuất hiện một tiểu cô nương. Tiểu cô nương này, khoảng mấy tuổi, ngũ quan tinh xảo thanh lịch, nhìn là băng thanh ngọc khiết, xem qua cùng Ninh Thiên Tuyết giống nhau như đúc. Chương 1368, băng tuyết ngạo thế chuyển sinh không. Hai, Lạc Ly cùng Phạm Vô Khiếp liếc mắt một cái nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hỉ, không thể tưởng được Ninh Thiên Tuyết sống lại như vậy nhưng mà tiểu cô nương này rơi xuống đất sau nhìn về phía hai người lạc ly nói ta ta giống như mơ một giấc mơ nào đó giấc mơ rất kỳ quái lộn xộn thật sự là kỳ quái hai người các ngươi nhìn quen mắt giống như ta từng mơ đến các ngươi kỳ quái hai thúc thúc này đặc biệt ngươi không biết vì cái gì ta cảm giác cùng ngươi thực thân cận ngươi là đa đa ta sao nàng há miệng liền là nói không ngừng bên trong lời nói dẫn một loại cổ linh tinh quái nhìn đến hình dạng này của nàng Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp lại là liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều dẫn một loại ai thương. Ninh Thiên Tuyết băng lương vô cùng, mười phần cao ngạo, mặc dù nàng một lần nữa chuyển sinh, nhưng mà nàng cũng không phải Ninh Thiên Tuyết quá khứ. Tướng mạo giống nhau, ký ức giống nhau, nhưng mà người đã khác nhau. Phạm Vô Kiếp nói, chính là cổ thần, thần lực cường đại, cũng không là sống lại, mà là chuyển sinh, nàng lại như thế nào có thể ngoại lệ. Lạc Ly nói, tóm lại, mặc kệ có phải nàng hay không, nàng trở về, như vậy cũng tốt các loại quá khứ, như nước vô ngân, tất cả đều là một lần nữa bắt đầu. Lạc Ly nói, ngươi liền kêu là Ninh Thiên Tuyết đi. Từ hôm nay, ngươi chính là đồ đệ thứ ba của ta. Tiểu cô nương kinh kỳ nhìn Lạc Ly, sau đó cung kính nói, sư phụ. Đến đây Lạc Ly thu thân chuyển sinh của Ninh Thiên Tuyết, làm đồ đệ thứ ba của chính mình. Bất quá Lạc Ly nhưng không có thời gian, giáo thụ Ninh Thiên Tuyết, hắn nhanh chóng muốn đem tấn thăng cảnh giới quy nguyên, chỉ có đem thanh hồ kêu đến. Thanh Hồ đến đây, bái kiến sư phụ. Lạc Ly nhất chỉ Ninh Thiên Tuyết nói: Thanh Hồ, đứa nhỏ này là Tam sư muội của ngươi. Về sau, liền từ ngươi thay ta truyền thụ nàng đi. Thanh Hồ gật đầu, nói: Dạ, sư phụ. đệ tử rõ ràng. Ninh Thiên Tuyết lặng lẽ nhìn Thanh Hồ, có chút khiếp đảm. Thanh Hồ hướng về Ninh Thiên Tuyết mỉm cười. Thanh Hồ giỏi nhất về vũ nghệ người khác, rất nhanh Ninh Thiên Tuyết đối với nàng chính là hảo cảm vô tận. Hai người mười phần đầu duyên. Thanh Hồ muốn đem dẫn Ninh Thiên Tuyết đi, nghĩ nghĩ, đối với Lạc Ly nói. Sư phụ, dựa theo quy củ, sư muội có phải đến ngoại môn tu luyện hay không, đệ tử hốn Nguyên Tông, đều cần thông qua thí luyện tam quan cửu môn ngoại môn, mới có thể chính thức nhập môn. Đây là quy củ hốn Nguyên Tông, các đệ tử, đều phải trải qua thí luyện ngoại môn, mới có thể nhập nội môn. Lạc Ly gật đầu nói, phải như thế, ai cũng không thể ngoại lệ. Bất quá, nàng tuổi còn nhỏ, tâm trí còn không phải thực thành thục, người trước dẫn nàng hai năm, chờ tính cách nàng ổn định, người đưa nàng nhập ngoại môn thí luyện. Thanh Hồ gật đầu nói, dạ, đệ tử rõ ràng. Nói xong, nàng muốn đem dẫn Ninh Thiên Tuyết rời khỏi, nhưng mà Ninh Thiên Tuyết gắt gao bắt lấy góc áo Lạc Ly, chính là không buông tay. Lạc Ly lắc đầu, nói, người trước cùng đại sư tỷ đi. Ninh Thiên Tuyết lắc đầu nói, không, ta không đi, sư phụ, ta muốn ở cùng ngươi. Sư phụ, vì cái gì ta muốn ngươi ôm ta một cái? Sư phụ, Người là không phải cha ta, nàng nói không ngừng, nói không ngừng, thậm chí làm nũng phóng thanh khóc lớn, chính là không buông tay, cuối cùng quấn lạc ly không có biện pháp, chỉ có thể hứa xuống. Lúc này mới khiến nàng buông tay, cùng thanh hồ rời khỏi. Đợi đến khi các nàng rời khỏi, lạc ly cùng phạm vô kiếp cáo biệt, đến tận đây dây dưa trong lòng biến mất, chính mình có thể tấn thăng đại đạo. Tấn thăng quy nguyên, nơi cần, cũng không là nơi đặc biệt, nhưng mà lạc ly vẫn là đi tới cầm hồ phía trên tuyên châu đại lục cầm hồ ở ngoại môn chú địa 3.200 dặm về phía tây. Là một mảng hồ nước phạm vi mấy trăm dặm, hồ ở trong núi, núi lại ở trong hồ, sông suối nhiều, nước chảy róc rách. Ở trong hồ này, có rất nhiều ngọn núi đảo nhỏ, trong đó có mấy cái đảo nhỏ, người ở trên này, tinh tế lắng nghe tiếng nước chảy, liền sẽ nghe đến một loại thanh âm kỳ dị. Giống như tiếng nước chảy đang diễn tấu một khúc đàn, thanh âm này chính là âm thiên lại, khiến người nghe, có thể thính tâm tĩnh khí quên mất toàn bộ phiền não cùng yêu sầu ở đây toàn tâm toàn ý thả lỏng tu luyện lạc ly đi tới cầm hồ bởi vì chỗ này thủy thanh trong suốt giống như minh cầm mặt khác năm ấy hắn chính là ở đây nhận ra mạc yên lam mạc yên lam đã phi thăng tư nhân đã qua nhưng mà lạc ly trong bất chi bất giác chính là đi tới nơi đây đã nghĩ ở nơi đây tấn thăng cảnh giới quy nguyên lạc ly đi tới cầm đình viện tổ sư phủ cầm hồ năm ấy đình viện đi cựu nhưng mà hồng nhan thanh tú năm ấy đã không còn hắn chậm rãi ngồi xuống lắng nghe tiếng đàn tự sinh nơi đây tưởng niệm hồng nhan quá khứ theo tiếng đàn này mà động dần dần tiến nhập một loại trạng thái mê mang lạc ly đến tận đây bắt đầu tu luyện để đột phá cảnh giới phản hư tấn thăng quy nguyên phản hư chính là tu sĩ lĩnh mộ thiên đạo pháp tắc nắm trong tay lực thiên đạo để khai thiên tích địa hủy thiên diệt địa nhưng mà cái gọi là lực thiên đạo thiên đạo pháp tắc này chính là lực lượng thiên địa tự nhiên tồn tại vĩnh hằng quán mặc cổ kim trải rộng vũ trụ Bọn họ sẽ không theo tu sĩ phản hư lĩnh ngộ nắm trong tay, mà cải biến gì, mà tu sĩ phản hư này, lại sẽ bị bọn họ xâm nhập tan giá, biến thành một phần tử thiên đạo pháp tắc này. Cho nên, không nhập quy nguyên, tất bị thiên đạo hóa trần. Cảnh giới quy nguyên, cái gọi là quy nguyên, chính là quy nhất trí nguyên, tu sĩ tu tiên, chính là tu chân, chính là tu đạo. Phải tìm được đạo thuộc về chính mình tu sĩ, đạo độc nhất vô nhị, để, chống đỡ thiên đạo pháp tắc xâm nhập, không bị bọn họ đồng hóa. Đạo chính mình, chính mình cả đời sở tu, cả đời sở cầu, cả đời cố gắng, chính mình chính mình, toàn bộ tất cả. Đem tất cả cái này dung hợp một thể, hóa thành lực đạo thuộc về chính mình, tìm được bản nguyên chính mình, vạn vật quy nhất, đây chính là cảnh giới quy nguyên. Quy nguyên nhất thành, tự sinh thế giới trong ta, đến tận đây tìm đến đại đạo bản nguyên chính mình, hiểu ra tất cả chính mình, vạn vật quy nhất, cuối cùng bãi thoát thiên đạo, thoát ly pháp tắc. Đến tận đây, cầm hồ nơi đây che phủ một tầng linh khí, phạm vi ngàn dặm, không ai có thể tới gần. Chuyển mắt thời gian từ từ, chính là ba năm sau. Một ngày này, ở bên trong cầm thất, Lạc Ly chậm rãi mở to ánh mắt, nhíu mày đi ra cầm thất. Đi ra sau, bộ dạng Lạc Ly cũng không một tia cao hứng, bởi vì tấn thăng thất bại. Không biết vì cái gì, vốn phải biết tấn thăng nước chảy thành sông, đến quan đầu cuối cùng, lại còn thiếu một chút, không cách nào lướt qua, không cách nào tấn thăng cảnh giới quy nguyên. Rõ ràng tất cả đều đã nước chảy thành sông, nhưng mà không biết vì cái gì, chính là không cách nào đi đến một bước cuối cùng, quy nguyên đại thành. Đến cùng là nguyên nhân gì đây? chương 1369, lộ tiền đạo chuyển tầm xa viên. Lạc Ly không biết, cái này cũng không có biện pháp hỏi người khác, bất luận là ba đại phản hư, hay là sư phụ chính mình, đều xa xa ở lại phía sau chính mình, không có biện pháp hỗ trợ chính mình, chỉ có thể dựa vào chính mình vượt qua. Đến tận đây thất bại, Lạc Ly nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có một khả năng, đạo của mình vẫn là không được đầy đủ. Đại đạo hỏa chính mình vẫn là không có đạt tới chi đồ quy nhất trí nguyên. Vẫn là có khiếm khuyết, cho dù ngũ hành chân ý hợp nhất, vẫn là không đủ. Không đủ, không đủ, vẫn là không đủ, kỳ quái, ta là làm sao vậy, vì cái gì ta nhất định phải tấn thăng cảnh giới quy nguyên. Tích cơ vạn thế, đây mới là đạo ta, nhưng mà một lần này, vì cái gì ta một chút không nghĩ tích lũy, đã nghĩ một lòng tấn thăng cảnh giới quy nguyên khi được đến phương pháp tiên duyên khi phát hiện không cần nhấp nhô lưu lạc giống như những lần trước phí tận tâm cơ ta thế mà âm thầm vui mừng trong lòng cao hứng ta là làm sao vậy vì cái gì ta nhất định phải tấn thăng cảnh giới quy nguyên lạc ly bắt đầu tỉnh lại tự hỏi khấu vấn bản tâm ta đã biết ta sở dĩ như thế là vì ở linh thủy quyền ta nhìn thấy phạm vô kiếp tấn thăng cảnh giới quy nguyên kể từ khi đó ta liền bắt đầu đối với tấn thăng cảnh giới quy nguyên trong lòng kỳ vọng xét đến cùng ta không nghĩ bị phạm vô kiếp lạc hạ, ta không nghĩ thua bởi hắn. Kể từ khi đó, ta bị lạc đạo chính mình, đạo ta thật ra chính là, tích vạn thế chi cơ, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Kể từ ta tu luyện tới nay, cường địch này, từng diệu võ dương uy, mặc dù cảnh giới ta, xa xa thấp hơn bọn họ, nhưng mà ta lại có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Vì cái gì, thì phải là bởi vì ta tích lũy, từng chút một, từng bước một, tích lũy vô chừng mực, cuối cùng hóa thành lực lượng, mới có hôm nay. Kim đan chiến nguyên anh, nguyên anh phá hóa thần, hóa thần đấu phản hư, phản hư diệt quy nguyên. Chính là Phạm Vô Kiếp, tấn thăng quy nguyên, còn không phải bị ta đánh cho mãn địa hoa nha. Đây mới là đạo ta, làm gì đây, làm gì nóng lòng tấn thăng, ta còn có là thời gian, ta còn có là ki ngộ, ta làm gì phải lo lắng như vậy. Ta còn phải tích lũy, tích lũy, tích lũy, nếu muốn đi được xa hơn, trở nên mạnh hơn, còn phải tiếp tục tích lũy chỉ có như vậy ta mới có thể tiếp tục đi đại đạo ta, đạo quả ta. Lạc ly dần dần trong mắt thanh minh, trong lòng thư sướng, mặc dù không có tấn thăng quy nguyên, nhưng mà lại cảm giác thần thanh khí thích, phù hợp thiên địa, lại thoải mái. Hắn đi ra cầm thất, nhìn chân khí hộ thuẫn bên ngoài, vùng ống tay áo, chân khí này tự động tiêu tán, sau đó viễn đột, rời khỏi hốn nguyên tông. Cửu dương giáo, bên trong phúc địa thiên dương phong, 13 kim đan chân nhân thông qua trùng trùng khảo nghiệp, Mượn cái này được đến cơ hội ở Thiên Dương Phong này tu luyện một năm, bọn họ từng người vô cùng vui sướng, bởi vì trong Thiên Dương Phong này có một linh hỏa, danh viết Cửu Dương Chân Viêm. Hỏa này mặc dù chính là linh hỏa thiên địa, nhưng mà bất nhập vị giai, bởi vì hỏa này chính là một phần duy nhất của thiên địa, chính là phúc địa này mới có, không cách nào rời khỏi nơi đây, bọn họ có thể mượn lực chân hỏa này, tu luyện Cửu Dương thần công chính mình. Nhưng mà một ngày này, 13 kim đan chân nhân đột nhiên phát hiện, ở bên cạnh bọn họ có thêm một người. Người này xuất hiện vô thanh vô tức, ở sau khi hắn xuất hiện, tất cả mọi người là không cách nào động đạn, toàn thân cứng ngắc. Người nọ xuất hiện quỷ dị, sau đó 13 kim đan chân nhân nhìn hắn, vây lấy cửu dương chân viêm, không ngừng đi lại, quan sát, nghiên cứu, tu luyện. Ước chừng một tháng sau, người nọ cười nói, thì ra như thế, đây chính là cửu dương chi hỏa, tốt rồi, ta đi đây. Hắn nhìn về phía 13 kim đan nói, ta chiếm cơ duyên các ngươi, cái này xem như tạ lễ. Nói xong, tay hắn rung lên, 13 kim đan chân nhân nhất thời cảm giác có chân khí quán đỉnh, tương đương với chính mình khổ công tu luyện 10 năm. Người nọ lóe lên, chính là rời khỏi. Dưới vạn dặm đại địa, bên trong địa phế có một đám tinh linh địa hỏa, bọn họ thừa địa hỏa đại địa mà sinh, sinh hoạt ở bên trong địa phế. Trong đó tinh linh mạnh nhất, gọi là quân chủ hỏa tinh linh, thực lực cường hãn, không thua kém phản hư chân nhất nhân tộc. Một ngày này, tinh linh địa hỏa đều là đại kinh, quân chủ mạnh nhất hỏa tinh linh bị một người dẫm đến trên mặt đất, lấy tay chạm đến hỏa diễm trung tâm của quân chủ hỏa tinh linh, giống như đang nghiên cứu cái gì. Quân chủ hỏa tinh linh liều mạng vùng vẫy, chính là không cách nào đứng lên, càng kỳ quái là theo người nọ chạm đến, hắn thế mà có loại cảm giác thực thoải mái. Rất lâu, người nọ cười to nói, thì ra như thế, không thể tưởng được hỏa của ta còn có nhiều loại như thế, ta đã hiểu, ta đã hiểu. Trong nháy mắt, Lạc Ly biến mất, tiếp tục tìm hỏa diễm kỳ dị tiếp theo. Bên trong thiên địa, đều có linh viêm ly kỳ linh viêm này đều tự có đạo hỏa diễm chính mình lạc ly quan sát bọn họ luyện hóa bọn họ mượn cái này hoàn thiện đại đạo hỏa chính mình biển lớn vực thẳng có âm hỏa kỳ dị ở đáy biển bốc cháy bên trong địa uyên có độc hỏa đáng sợ tích hàm vô tận lực độc hại trên chín tầng trời chân hỏa thái dương vĩnh hằng bất diệt lạc ly đến tận đây chạy ở phía trên đại địa đi tới chỗ nguy hiểm nhất tìm hỏa ly kỳ nhất tự mình hoàn thiện truy tìm đạo ta bước chậm phía trên đại địa lạc ly tìm hỏa kỳ dị trong thiên địa loại hỏa diễm này cực kỳ khó tìm bởi vì lạc ly ủng có chính là chân hỏa thiên địa có dị hỏa đặc tính độc đặc thật tại rất rất thưa thớt nhưng mà chỉ cần dụng tâm đi tìm mượn dùng lực cảm ứng chân hỏa thiên địa lấy thực lực cảnh giới phản hư cường đại chính mình vẫn là có thể tìm được chỉ là dị hỏa này đều là ở những chỗ cực đoan hoặc là trên chín tầng trời hoặc là dưới cửu uyên vạn phần hy hữu tuyệt thế hãn kiến tìm được mỗi một dị hỏa Lạc Ly đều là cẩn thận quan sát, vạn phần tử tế, sơn chi thạch khả dĩ công ngọc của hắn, mượn cái này cường hóa đại đạo hỏa chính mình. Tìm kiếm, quan sát, chuyển mắt chính là 3 năm sau, ở 3 năm này, Lạc Ly tìm được mấy chục linh hỏa kỳ dị. Một ngày này, đột nhiên Lạc Ly cảm giác được hỏa diễm toàn thân, chính là dung chuyển, một loại bi thương nói không nên lời, xuất hiện trong lòng. Lạc Ly nhất thời nhíu mày, đây là đồng bi vạn dặm, có cường giả suy sụp, hơn nữa còn là cùng hỏa thiên đạo có quan hệ, hắn duỗi tay ra, một đạo liệt hỏa xuất hiện ở trong tay, tinh tế cảm ứng, nhất thời thở dài một tiếng. Liệt liệt thiên hỏa vạn lý nhạc, hách hách linh quang hỏa thần đạo. Phản hư chân nhất hỏa thần tông, phần thiên viêm hoàng lạc bạch tận thứ 8 thiên hạ đại đạo vẫn lạc. Chương 1370, thượng cổ viêm ma liệt hỏa đạo. Hỏa diễm của Lạc Bạch tận, triệt để dập tắt, ở một khắc dập tắt cuối cùng, đồng bi vạn dặm, Lạc Ly cũng là tu luyện đạo hỏa diễm, cảm giác được khí tức hắn biến mất. Nhưng mà, hắn là như thế nào suy sụp, là chính mình tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hay là bị người giết. Lạc Ly không biết, lắc lắc đầu, phóng tâm niệm này, Lạc Ly tiếp tục tìm dị hỏa kỳ dị trong thiên địa. Chuyển mắt, 10 ngày sau, Lạc Ly đi tới một chỗ đại tuyết sơn nguy nga, hắn nhìn về phía tuyết sơn, sau đó hướng về tuyết sơn đi đến. Thật ra một lần này đến đây, Lạc Ly cũng không phải tìm dị hỏa gì, không biết vì cái gì, Lạc Bạch tận tiêu vong 7 ngày sau. Lạc Ly có một cảm ứng kỳ quái, giống như chính mình bị thứ gì nhìn thẳng. Giống như có cái gì đang vụng trộm truy tùy chính mình, giám thị chính mình. Loại cảm ứng này, hoàn toàn là cảm ứng tiên thiên, không có căn cứ gì, cho dù lạc ly sử xuất các loại bí pháp, cũng là không cách nào phát hiện người quan sát truy tùy. Nhưng mà lạc ly chính là biết, có thứ đang nhầm vào chính mình, cho nên hắn quyết định đến đại tuyết sơn này. Bên trong đại tuyết sơn này, thừa thái một loại tuyết liên thiên sơn, loại tuyết liên này nếu đạt tới vạn năm, liền sẽ ở phía trên tuyết liên, dâng lên một loại dị hỏa. Loại dị hỏa này không có hỏa lực gì, không chứa quang nhiệt gì, nhưng mà lại có một loại khả năng tĩnh tâm, khiến người ta trong lòng bình tĩnh, quên đi tất cả. Dị hỏa này nhất sinh, tuyết liên này liền ở trong cảnh giới vạn phần an toàn. Vô số người ngắt lấy khi nhìn đến tuyết liên này, cũng sẽ trong lòng bình tĩnh, quên đi tuyết liên này tồn tại. Rời khỏi chỗ này, Lạc Ly từng đến chỗ này, từng quan sát dị hỏa tuyết liên nơi đây, đối với dị hỏa này vạn phần hiểu biết. Nếu tìm không thấy người truy tung, Lạc Ly sẽ liền đi tới chỗ này một lần nữa, đi tới bên cạnh Tuyết Liên. Nhìn Tuyết Liên băng tinh ngọc thấu này, Lạc Ly duỗi tay ra, lấy đi một điểm dị hỏa phía trên Tuyết Liên, sau đó đằng không dựng lên, bay hướng trời cao. Theo phi độn, Lạc Ly xứ kính siết chặt, dị hỏa Tuyết Liên bị lấy đi kia lập tức vỡ nát. Ở vỡ nát trong nháy mắt, Lạc Ly rót vào nguyên năng chính mình. Mượn lực dị hỏa này, sử ra pháp thuật của mình. Trong nháy mắt, Loại dị hỏa tuyết liên này khiến người ta bình tĩnh, đặc tính quên hết tất cả, nhất thời phát huy đi ra, đồng thời cải biến. Trong tích tắc, ở trên người Lạc Ly, tán phát ra một loại lực lượng kỳ dị, cho dù người truy tung kia ẩn bí như thế nào, tiềm ẩn như thế nào, ở một khắc này thu đến ảnh hưởng của dị hỏa tuyết liên, quên hết tất cả, bại lộ chính mình. Trong nháy mắt, Lạc Ly chính là tìm được đối phương, quả nhiên có người đang thời khắc quan sát chính mình, chỉ bất quá đối phương cách xa chính mình ước chừng trăm vạn dặm hắn sử dụng một loại ma công kỳ dị, thấu qua vô tận liệt hỏa hung hung bốc, cách tuyệt ngàn vạn dặm, đang vụng trộm khuy thị chính mình. Lạc Ly mỉm cười, nói: "Tìm được ngươi rồi." Trong nháy mắt, Lạc Ly ngược lại mượn dùng loại liên hệ này, lợi dụng liệt hỏa hung hung của đối phương, trong nháy mắt truyền tống. Đây cũng là một đoạn thời gian này, quan sát dị hỏa, sinh ra năng lực. Trong tích tắc, Lạc Ly hóa thành hỏa diễm, lóe lên, xuyên qua cự ly ngàn vạn dặm, xuất hiện ở bên trong một hỏa diễm thật lớn, xoay người hiện thân xuất hiện đến đây, ở bên trong hỏa diễm đi ra, Lạc Ly hít một hơi dài, nhất thời nhíu mày. Chỗ này không phải trung thiên chủ thế giới, chỗ này phải biết là không gian thứ nguyên phụ thuộc trung thiên chủ thế giới, chỗ này ma khí cuồn cuộn, liệt hỏa hung hung, cùng đại phạm thần giới có điểm cùng loại, nhưng mà lại lại hoàn toàn khác nhau. Ở bên trong ma hỏa này, dẫn một loại khí tức thượng cổ, dẫn một loại ma lực hồng hoang viễn cổ. Đến không gian này, Lạc Ly hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, lại là sừng sốt, chỗ này rõ ràng có một loại cảm giác quen thuộc. Chỗ này là một chỗ đại điện màu đen, hắc đại điện cực kỳ không khoáng hoành đại, mặt phía trên khắc vô số đồ án liệt hỏa, thực ra đại điện được cấu kiến ở một chỗ núi lửa nham tương trên biển, có vô số chi giá thành lập lên, liền giống như đô thị trên nước, chỉ bất quá dưới chân không phải nước, mà là vô tận nham tương, sôi ủng ục, không cẩn thận, ngã vào trong đó, thì phải là thi cốt toàn vô. Chỗ này Lạc Ly rất là quen thuộc, hắn từng đến, trong lúc vô ý nhìn đến phía trên vách tường, Khắc mười chữ to, liệt hỏa luyện kim cương, viêm ma phần bát hoang. Hắn nhịn không được nói, đây là viêm ma tông. Viêm ma tông, một trong tám trăm bàng môn năm ấy, đệ tử tông này tu luyện đạo ma hỏa, ở trên người bọn họ hỏa khí thăng đằng, lửa cháy hung hung, hơn nữa bên trong hỏa diễm này, tích hàm ma khí, tu sĩ bị bọn họ kích sát, tu vi thân mình sẽ bị bọn họ luyện hóa, bọn họ có thể hấp thu địch tu vi kẻ địch. Đệ tử tông này tu luyện hỏa ma, tì khí táo bạo, tính cách cảnh liệt, niêm hỏa liền chứ, ra tay liền đánh. Viêm ma tông năm ấy cũng từng huy hoàng, chính là một trong thượng môn, đứng hàng top 10-30 ma môn, ở địa vực thanh túc hoành hành vô kỵ, ba vạn năm trước, cùng thượng môn đại lực kim cương tông, bát hoang môn phát sinh chiến đấu, trận chiến này ba ngàn năm, ba đại môn phái cuối cùng đồng quy vô tận, cường giả tận thệ, công pháp tận thất, sau đó bị minh vương tông ra tay sau lưng, ba đại tông môn toàn bộ bị diệt, minh vương tông thế lực quật khởi, bởi vậy trở thành một trong thượng môn. Viêm ma tông may mắn được đến thần uy tông tí hộ, đệ tử tàn dư chạy trốn tới Sương Châu Sở Nam tại kiến tông môn, ba vạn năm tu trình, trọng hồi một trong trung môn. Bất quá dựa vào thần uy tông, ký nhân ly hạ, ở ba vạn năm tu trình này, đệ tử viêm ma tông cũng không có ngạo khí trước kia, bắt đầu học khắc chế chính mình, không khắc chế đều đã chết, đệ tử trong môn không bao giờ tỉ khí nóng nảy như lúc trước nữa, ngược lại vô cùng giảo hoạt hẳn lên. Lần trước tên châu đại kiếp, vạn thú hóa thân tông xâm nhập, Mấy đại bàng môn khác liều mạng đề kháng, bảo hộ gia viên, Viêm Ma tông này lại làm ra giả tượng sơn môn thoát phá, tàng nhập bên trong nham tương, tránh né chiến loạn. Kết quả Tuyên Châu được Hỗn Nguyên tông cứu, Viêm Ma tông này ở Tuyên Châu đại lục bị mọi người khinh thường, sau đến Thiên Địa đại kiếp, lão khất cái tấn thăng thành phản hư chân nhất, cứu đệ tử Băng Hỏa tông, Cửu Truyền tông, Viêm Ma tông này lại bị không đếm xỉa, rốt cuộc không ai nhắc tới, Lạc Ly tưởng bọn họ đã triệt để toàn bộ tử vong. Không nghĩ đến hôm nay thế mà ở đây một lần nữa trở về đến bên trong đại điện viêm ma tông, Lạc Ly vô cùng kinh ngạc. Ở bên trong đại điện này, một mảng tĩnh mịch, xem qua bụi trần mãn địa, chỉ có trung tâm đại điện, có một đoàn hỏa viêm, đó là thánh hỏa viêm ma tông năm ấy, đang bốc vô tận. chương 1371, Diệt Thế Sáng Thế Luyện Viêm Ma một Lạc Ly nhẹ nhàng chạm đến bụi tấn phía trên đại địa, hắn lắc lắc đầu, đây là bụi tấn của thân thể sau khi cháy, xem ra rất nhiều đệ tử viêm ma tông giữ nhiều lành ít, hắn nhìn về phía nơi xa, nói, không cần giả thần lộng quỷ, đi ra đi. Bằng không, ta liền hủy đi cái ổ chó của ngươi. Theo lời nói của Lạc Ly, oanh một tiếng, ở một bên đại điện, nhất thời xuất hiện một bảo tòa thật lớn từ bạch ngọc thạch điêu khắc mà thành, ở phía trên bảo tòa, một người ngồi ngay ngắn. Người này mặc đại hồng bào, dầu tóc huyết hồng giống như liệt hỏa, xem qua tuổi cũng không lớn, nhưng mà lại một loại cảm giác thương tang nói không nên lời, ở phía trên bảo tòa, bị ánh sáng cùng bóng ma buộc vòng quanh, Bên trên má hắn tuyến điều rõ ràng góc cạnh, trong thanh tú tuấn mỹ lại lộ ra một loại chất thật trầm ổn, ngạnh khí giống như bàn thạch. Mà chuyên chú vô hình kia phá lệ vẽ lên cho hắn một tầng mị lực mơ hồ. Nhìn người nọ, Lạc Ly nhíu mày, ở ký ức xa xôi, dần dần trồi lên, hắn nói: "Viêm Ma lão tổ Viêm Ma Tông." Năm ấy Tuyên Châu Hạo Kiếp, Lạc Ly từng xa xa thấy qua hắn một lần, chính là Viêm Ma lão tổ Viêm Ma Tông. Viêm Ma lão tổ nhìn Lạc Ly, chỉ mỉm cười nói: "Không thể tưởng được ngươi từng gặp ta." chính là bổn tỏa vô thượng lão tổ niếp vô cực viêm ma tông lạc ly lắc lắc đầu nói không cần giả thần lộng quỷ viêm ma lão tổ thật ra ta nên gọi ngươi là viêm ma điện hạ đi viêm ma lão tổ ha ha cười nói hỏa đức chân nhất quả nhiên lợi hại nhìn ra chân thân ta chính là bổn tỏa ta tức là viêm ma cổ ma thượng cổ lại là hỏa tự tại lão tổ vô thượng viêm ma tông thật ra gốc dễ lập phái viêm ma tông chúng ta chính là truyền thừa viêm ma cổ ma thượng cổ lưu lại lần trước thiên địa hạo kiếp ta biết lão vương bát đản thôn thiên giáo, khinh thường chúng ta, chúng ta mới không cầu hắn bảo hộ. Viêm ma tông chúng ta cũng có phương pháp độ kiếp, cho nên chúng ta đem sơn môn chìm vào đại địa, lấy nham tương bảo hộ, tự nhiên có thể vượt qua hạo kiếp. Lạc ly nhìn về phía bốn phương, lắc đầu nói, sợ là chỉ có ngươi vượt qua hạo kiếp đi. Đệ tử viêm ma tông khác, sợ là đều đã hóa thành cho bụi. Viêm ma lão tổ nghe lời này, trong mắt tối sầm lại nói, phải, ai cũng không có nghĩ đến, hạo kiếp này lợi hại như thế, Bất quá, đám hài nhi hy sinh, không có hy sinh không công, bọn họ ở trước khi chết hô hoán mắng, không nghĩ đến dẫn động căn bản huyết mạch viêm ma, dẫn đến viêm ma cổ ma sống lại, xuất hiện ở bên trong tông môn chúng ta, mượn cái này, cùng ta dung hợp, thành tựu phách nghiệp vô thưởng của ta. Đến tận đây, trong thiên địa, ta đem trở thành thiên hạ đệ nhất, viêm ma vô địch, uy danh lão tổ ta, chắc sẽ chuyển biến thiên hạ. Ở trong lời nói của hắn, vô tận hỏa ma thăng đằng, vô tận lửa cháy dâng trào, theo lời nói của hắn mà động, Lạc Ly nhìn hắn, lại là cho nên ngươi đem chỗ này hóa thành ma vực viêm ma, ta đã biết, Lạc Bạch Tận, có phải chết ở trong tay ngươi hay không? Viêm ma lão tổ cười ha ha, nói chỉ bằng hắn chơi hỏa kia, bất quá chỉ có thể chơi hai đạo tiểu ngư hỏa long, cũng cân xứng với viêm hoàng phần thiên. Cho nên ta đại thành ma công, liền đem hắn luyện hóa, hiện tại luân đến ngươi, Lạc Ly, ngươi hào xưng hỏa đức chân nhất, ta cũng muốn xem, ngươi trên người có bao nhiêu liệt hỏa lạc ly nhìn về phía viêm ma lão tổ thở ra một hơi dài tên này chính là viêm ma thượng cổ lại là tu sĩ lão tổ viêm ma có thể nói cực kỳ cường đại lạc bạch tận đều là chết ở trong tay hắn chính là kình địch đầu tiên của chính mình bất quá lạc ly trong lòng lại là vô cùng hưng phấn bởi vì tên này mạnh như thế vừa lúc nghiệm chứng đại đạo hỏa chính mình chính xác hay không viêm ma lão tổ chậm rãi đứng lên ở trên người hắn bắt đầu dâng lên hỏa ma lạc ly nhìn hắn lạnh lùng nói vậy thử một lần đi nhìn xem là ngươi ma viêm thượng cổ lợi hại hay là ta ngũ hành chân hỏa hung mãnh oanh một tiếng ở phía sau lạc ly bộc phát vô tận hỏa diễm viêm ma lão tổ cũng lạnh lùng nói chân hỏa đạo chân hỏa bổn nguyên vũ trụ bất quá không có cái gì hỏa ta chính là ma viêm giỏi nhất về cắn nuốt ô nhiễm cải biến cho dù ngươi chính là chân hỏa bổn nguyên vũ trụ ở phía trước ma viêm ta cũng phải ma hóa ở phía sau viêm ma lão tổ cũng là một tiếng cự hưởng vô số liệt hỏa xuất hiện trong nháy mắt, một tiếng nổ mạnh mãnh liệt truyền tới, ở hai người phát ra hỏa diễm đồng thời, hỏa diễm này va chạm, dẫn phát nổ mạnh mãnh liệt. Cả đại điện viêm ma tông hóa thành bụi tấn, hai người xuất hiện ở bên trong thế giới thứ nguyên này. Thế giới thứ nguyên này đại ước vạn dặm, theo nổ mạnh mãnh liệt này, cự ly giữa hai người lập tức biến xa vô tận, cách xa nhau ước chừng vạn dặm, xa xa tương đối. Theo hai người tương đối ở giữa, lập tức hỏa diễm vô tận bộc phát. Trong ánh lửa nóng đậm đặc, toàn bộ tất cả nơi đây đều bị nhiệt độ cao nung thành khí. Hai người bắt đầu phóng ra ngoài liệt hỏa chính mình, chân hỏa của Lạc Ly, bổn nguyên vũ trụ, đệ nhất thiên địa, thả ra vô tận, hỏa ma của viêm ma lão tổ, ma đạo trí cực, thượng cổ hồng hoang, hung dũng minh mông. Hai người đại chiến, trận chiến này chính là hai người tranh đạo. Đến cùng là ma hỏa hung mãnh hay là chân hỏa lợi hại. Hỏa hai người, hừng hực bốc, đối ứng lẫn nhau, bắt đầu đấu hỏa. Hỏa của viêm ma lão tổ lửa cháy hung hung, từ hồng đến tím, sau đó bốc đến màu trắng bạch, trắng đến cực hạn, nhất thời hóa thành hỏa ma màu đen. Tối đen vô tận, đáng sợ trí cực, hỏa diễm của Lạc Ly, chỉ có một màu, màu lửa tinh túy trí cực nhất, hỏa của Lạc Ly. Nhìn không hề biến hóa, lấy bất biến ứng vạn biến. Cả thế giới, bị hỏa diễm bọn họ một phân thành hai, ở thế giới này, toàn bộ tất cả đều đã cháy sạch, hỏa diễm bọn họ đã đột phá thiên đạo pháp tắc, giống như Thái Dương, không cần linh khí chất dẫn cháy gì, chính là tự động bốc. Hỏa hai người, hung hung đối nhiên, hai người nhìn giống như không nhúc nhích, tương đối lẫn nhau. Nhưng mà chỗ hỏa diễm đối ứng, lại có ngàn vạn biến hóa. Ở chỗ hỏa diễm bọn họ giao tiếp, ở bên trong hỏa viêm, từng đạo ngọn lửa dâng lên, ở bên trong ngọn lửa viêm ma lão tổ, ngàn vạn ma vật xuất hiện. Ma vật này đều là ma vật hỏa, có hỏa long, có hỏa viên, có hỏa mã, có hỏa thử, có hỏa thỏ, vô cùng vô tận, ở dưới 12 chiến tướng viêm ma chỉ huy. Bọn họ hướng về bên trong hỏa diễm Lạc Ly xông đến. Mà bên trong hỏa diễm Lạc Ly cũng có vô số hỏa linh xuất hiện, ở dưới sự dẫn dắt của một hỏa điểu, vô tận hỏa cự nhân sinh ra, tiền phó hậu kế hướng về đối phương xông qua. Hỏa thần hàng thế của Lạc Ly trước kia, bất quá một hai cái hỏa cự nhân xuất hiện, ở bên trong hỏa diễm hiện tại, vô số hỏa cự nhân từng cái sinh ra, theo tiểu hồng tham gia tử chiến. Chương 1371, diệt thế sáng thế luyện viêm ma. 2 cự nhân cùng rất nhiều ma vật hỏa chiến đấu cùng một chỗ, cự nhân dùng sức một bước, nhất thời một hỏa ngưu bị đạp nát, hóa thành ngàn vạn hỏa khí, lập tức bị cự nhân hấp thu. một bước này, nếu người quen thuộc pháp thuật hỗn nguyên tông, lập tức phát hiện, nó nhẹ nhàng một bước, sử ra pháp thuật rõ ràng là bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa. sau đó cự nhân lại là phất tay, chính là pháp thuật siêu dai diệu minh diễm hoàng mặt bạch chú, lại là một ma vật bị đánh thành ngàn vạn hỏa hoa, bị hỏa cự nhân hấp thu. Nhưng mà trong nháy mắt sáu bảy hỏa ma xà sông lên, lập tức xông đến cự nhân này, dưới hỏa xà cắn nuốt, cự nhân mặc dù cường hành đứng lên, xé rách hỏa xà, nhưng mà toàn thân hắn ma khí dâng trào, chính là xoay người một cái, hóa thành một hỏa ma, bị ma khí chuyển hóa. Trận đại chiến này, vạn phần kịch liệt, hỏa của viêm ma lão tổ, lại là biến hóa, từ mặc sắc tối đen, dần dần hóa thành thảm lục, hóa thành bích lam, hóa thành tử kim, theo mỗi một lần biến hóa, ma vật liệt hỏa của hắn đều là tiến hành một lần chuyển hóa mà lạc ly chính là lấy bất biến ứng vạn biến chính là một màu màu hỏa diễm trí cực luyện hóa vạn ma liệt hỏa hung hung thăng đằng vô tận vô số hỏa linh tiếp tục chinh chiến song phương đại chiến rất lâu chẳng phân biệt được thắng phụ đột nhiên viêm ma lão tổ nhìn về phía bầu trời khóe miệng mang cười đột nhiên nói tốt rồi đến lúc này lạc ly người bại lời nói bình thản vô cùng nhưng mà lại dẫn vô cùng tự tin, giống như toàn bộ chiến đấu đều là vì một khắc này. Sau đó Viêm Ma lão tổ lập tức hét lớn, "Ta trưởng thiên địa, ta khống càn khôn, ta sinh thương khung, ta hóa ma vực." Theo lời nói của hắn, cả thế giới chính là biến đổi, thứ nguyên hư không này, nhất thời giống như sống, thật giống như là một ma vị thật lớn đang nhuyễn động, trong nháy mắt, Lạc Ly phát hiện chân hỏa chính mình không hề bị chính mình khống chế, bị thế giới này bắt đầu hấp thu nắm trong tay. Lạc Ly một động không động, nhìn về phía viêm ma lão tổ nói, đây là ma vực của ngươi. Viêm ma lão tổ cười ha ha nói, đúng, ma vực của ta, tất cả chiến đấu của chúng ta ở thế giới này, đều đang sung thật ma vực ta, ở thế giới này, chính là hỏa diễm ngươi, siêu việt hỏa ma ta, gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, cũng là không có ý nghĩa, cuối cùng chỉ có thể hóa thành nhiên liệu bên trong ma vực ta, trở thành một bộ phận của ta. Lạc ly nhìn hắn, lại là nói, hay cho một ma vực viêm ma, câu dẫn ra đối phương sử ra toàn bộ hỏa diễm chính mình, Đột nhiên chuyển hóa, đem hỏa đối phương biến thành hỏa chính mình, tính kế hay, tính kế hay. Lạc Bạch tận, chính là chết ở chỗ này đi. Viêm Ma lão tổ nói, đúng, chính là như thế, bằng không ta và ngươi chiến đấu một thời gian dài như vậy làm gì? Thật ra tên kia cũng là thực mạnh, nhưng mà hắn mạnh nữa cũng không có ý nghĩa, ở bên trong ma vực ta, chỉ có ta mới là mạnh nhất. Lạc Ly gật đầu nói, đúng, ở bên trong ma vực ngươi, ngươi chính là mạnh nhất, cho dù chân hỏa ta ở cường đại cũng sẽ bị ngươi luyện hóa. Đáng tiếc, đáng tiếc, ma vực này đối với ta vô hiệu, nếu cả thế giới đều là ngươi, toàn bộ hỏa diễm đều là bị lược đoạt, tốt lắm, ta đây liền hủy diệt thế giới này. Chỉ cần ta đánh nát ma vực này, tất cả thứ này, chính là phí không. Viêm ma lão tổ cười to nói, ngươi đang đùa cái gì vậy? Đánh nát ma vực ta, ngươi đang nằm mơ sao? Ngươi tưởng ngươi là ai? Thần ma thế sao? Ha 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 ha. Lạc ly lắc đầu, lại là không cười, hắn chậm rãi điều chuyển lực lượng chính mình. Đột nhiên một loại khí tức đến từ hồng hoang, ở trên người lạc ly phún bắn mà ra, khí tức này vô cùng khủng bố, khí tức này còn đang hướng ra phía ngoài tản đi, lan tràn mười 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm. Trong nháy mắt, vạn dặm thiên địa, giống như ngưng trệ. Nhất thời viêm ma lão tổ lập tức há hốc mồm, ngây ngốc nhìn lạc ly, một động không dám động. Lạc ly đang chậm rãi lên không, ở trên người hắn, một đoàn hỏa diễm xuất hiện, hỏa diễm này tinh túy trí cực, Giống như hào quang lưu ly, sau đó hỏa diễm biến đổi, hóa thành hình dạng một cây phủ lớn. Lạc Ly lấy chân hỏa chính mình phát ra đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ. Đến tận đây hai loại lực lượng dung hợp một thể, bàn cổ diệt thế phủ này lại càng cường đại đáng sợ. Khí tức hỏa diễm vô tận, ở bên trong bầu trời bộc phát, xa xa một cự nhân hỏa diễm thật lớn xuất hiện ở thế giới này, đứng ngạo nghễ bên trời, cầm trong tay phủ lớn, vừa muốn một lần nữa khai thiên phách địa. Hỏa diễm phun ra ngoài, dẫn phát từng trận lôi thanh thật sự là sấm đánh cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh. Theo lôi thanh nổ vang, ma vực của viêm ma lão tổ bắt đầu sụp đổ, hình thành từng cái khe nứt, ở bên trong khe nứt không biết vì cái gì, thế mà giấy lên một loại hỏa diễm sát phong lạnh như băng. Khí hỗn độn, liệt diễm, thiên hỏa, địa hỏa, lôi thanh, thiểm điện, địa liệt, nhất thời giống như tiến đến tận thế, vô cùng đáng sợ. Trong thiên địa vang lên một thanh âm, diệt, 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 diệt. Sau đó lạc ly xuất phủ, chính là bổ một cái. Oanh, hào quang nổ mạnh, hủy diệt, diệt thế. Thế giới sụp đổ, cả ma vực chỉ có một kết quả, đó là mẫn diệt, bất luận cái gì tồn tại, ở dưới diệt thế chi viêm này, toàn bộ tiêu tán. Chỗ hỏa diễm đến, chỉ có một kết quả chính là mẫn diệt, bất luận cái gì tồn tại, ở dưới hào quang này, toàn bộ tiêu tán. Oanh, một mây hình nấm thật lớn dâng lên, ở trong thế giới này bắt đầu nổ tung, vạn dặm đại địa, phát sinh rung mạnh, núi sập đất nứt. Một kích đánh xuống, vạn vật phá diệt, cả cố địa viêm ma tông, cả ma vực viêm ma lão tổ, cộng thêm viêm ma lão tổ, trong nháy mắt thành cho bụi, không lưu lại cái gì. Hào quang tán đi, lạc ly trở về, lập tức xuất hiện ở một chỗ bên trong hư không, xem qua dưới chân chính là một mảng biển lớn, đối ứng tinh thần, lạc ly lập tức biết chính mình đang ở địa vực mạc bắc. Nhìn về phía bốn phương, chỉ thấy vô số lưu hỏa, hướng về bốn phương tám hướng tán đi, đó là mảnh vỡ chính mình kích vỡ ma vực viêm ma lão tổ, ma vực vỡ nát, phân liệt bốn phương. Lạc Ly vươn tay chỉ, bắt đầu thôi diễn, sau đó cười, trong nháy mắt lóe lên, xuyên qua đến ngoài vạn dặm. Một kích mà thế của mình, triệt để hủy diệt ma vực viêm ma lão tổ, nhưng mà hắn biết, chính mình cũng không có kích sát viêm ma lão tổ. Chỗ này có một gốc cây đại thụ, bị từng mảnh vỡ từ ma vực rơi xuống đánh chúng, nhất thời giấy lên hỏa diễm, Lạc Ly đi tới phía trước hỏa diễm này, nhìn về phía nơi đó cười nói. Lão tổ vẫn ổn chứ, bên trong hỏa diễm này, xuất hiện một bóng người, chính là viêm ma lão tổ, hắn tức tối nhìn Lạc Ly nói. Ma vực ta, đã bị ngươi đánh nát, ngươi còn truy sát ta không ngớt, thật giận, thật giận. Lạc Ly lắc đầu nói, diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. chương 1372, ôm mông bàng bạc Bà tổ nê hoàn. Một, viêm ma lão tổ hét lớn, ta tinh thông đạo liệt hỏa bất diệt, chỉ cần trong thiên địa có hỏa bốc cháy, Chẳng sợ thế giới hủy diệt, ta sẽ bất diệt, ta xem ngươi như thế nào giết ta. Đến là ngươi, ta đã biết ngươi đến cùng là ai, ngươi chính là tử địch thần ma chúng ta, ngươi trở đi, dưới thần ma, tất khiến cho ngươi không thể siêu sinh. Lạc Ly chậm rãi nói, ngươi vẫn là quan tâm chính mình đi. Nói xong, ở trên người hắn lại là một loại hỏa diễm xuất hiện, loại hỏa diễm này rất là kỳ lạ, giống như trong hỏa diễm này có vô tận lực sinh mệnh, không còn là hủy diệt, là thiêu đốt, mà là tân sinh, sáng tạo. Viêm ma lão tổ đại kinh, hô lên, cái này, đây là hỏa diễm gì? Lạc ly nói, người nếu biết ta là ai, vậy ngươi phải biết một dạng năng lực khác của ta. Nói xong, hỏa diễm này cuốn tới, đem viêm ma lão tổ cuốn vào trong đó, hỏa diễm này nhất thời hóa thành một hỏa cầu, ở bên trong hỏa diễm, một thế giới, y đó sinh ra. Chính là hỏa sáng thế của Lạc Ly, lấy kinh nghiệm hỗn độn đạo kỳ, lấy hỏa chính mình, sáng tạo sinh ra một thế giới. Thế giới này, mặc dù nhỏ bé, mặc dù bất kham, mặc dù bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà thế giới này chính là một tiểu thế giới đầy đủ, không gian thứ nguyên. Viêm ma lão tổ bị cuốn vào trong đó, thế giới sinh ra, thiên phiên địa chuyển, ngũ hành trọng tổ, thiên lôi địa hỏa, tất cả cải biến, hỏa thể bất diệt của hắn cũng là cải biến theo, không cách nào kháng cự, không biết ở tiểu thiên thế giới này, hóa thành vật gì. Nhưng mà lạc ly không có quản, hắn chính là dùng sức vỗ mạnh, bên trong tiểu thiên thế giới này, một cây phủ lớn xuất hiện, lại là diệt thế, bốp một tiếng, tiểu thiên thế giới này lập tức hóa thành cho bụi tất cả trong đó đều tiêu tán trong đó bao gồm viêm ma cổ ma kia ở thời điểm thế giới này sinh ra lực bất diệt hỏa diếm của hắn đã bị cải biến sau đó thế giới sụp đổ lần chết này rốt cuộc không cách nào sống lại trực tiếp tử vong viêm ma cổ ma chết thế giới phá diệt thế giới sinh ra thế giới lại một lần nữa hủy diệt ở bên trong sinh sinh diệt diệt này viêm ma tiêu tán tử vong mặc dù viêm ma tử vong nhưng mà lại có tinh hoa lưu lại, ước chừng 16 khối vật chất kỳ dị giống như hỏa diễm, chính là di hài cổ ma, tinh hoa ma thần. Lúc tham lam cổ ma tử vong, chính là lưu lại tinh hoa ma thần này, đến tận đây viêm ma tử vong, cũng là lưu lại tinh hoa như thế. Lạc Ly đem tinh hoa này cầm trong tay, tinh hoa này, nếu tu sĩ hóa thần đại viên mãn luyện hóa, nhất định có thể tấn thăng cảnh giới phản hư, nếu cầm về đến hốn nguyên tông, đến tận đây hốn nguyên tông ít nhất gia tăng 16 phản hư chân nhất. Nhưng mà Lạc Ly lắc lắc đầu, lại sẽ không cầm về, bởi vì tinh hoa ma thần này, Lạc Ly cũng cần. Tinh hoa ma thần này, ở ý nghĩa nào đó mà nói, chính là dị hỏa thiên địa. Vừa lúc tinh hoa ma thần này, có thể phụ trợ Lạc Ly, gia tăng tích lũy của Lạc Ly, ở đại đạo phía trước này, Lạc Ly phải tiên cung tu luyện chính mình, sau đó mới là người khác. Lạc Ly chính là nhất đột, lập tức rời khỏi chỗ này, hướng về nơi xa bay đi, ước chừng bay ra mười mấy vạn dặm, nơi xa một mảng tiểu đảo xuất hiện. Phiến tiểu đảo này ước chừng có mấy trăm cái đảo nhỏ, kết nối dựa vào lẫn nhau, Lạc Ly tùy tiện tìm một chỗ non xanh nước biếc, hắn muốn ở đây tu luyện. Bên trong đảo nhỏ này, có tu sĩ khai tích ra động phủ, đó là một đám kim đan chân nhân ở đây tu luyện. Lạc Ly đến đây, chính là hạ xuống uy áp hơi hơi thả ra. Nhất thời bên trong đảo nhỏ kia, có tu sĩ hô, vị tiền bối kia đến đây, không biết có việc gì. Tiền bối, tiền bối Trần quân trần quân tả đạo khô toa tông chính là thất thúc tổ ta, không biết tiền bối có gì phân phó. Tiền bối, tiền bối, Lạc Ly cũng không nói chuyện, khí thức tiếp tục ngoại phóng, bảy kim đan chân nhân trên đảo kia, không cách nào thừa nhận lực lượng uy áp này, bọn họ nhất thời biết Lạc Ly muốn gì, lập tức từng người ngoan ngoãn nghe lời, rời khỏi đảo này. Ở bọn họ rời khỏi, Lạc Ly rơi xuống phía trên đảo nhỏ này. Tuyển chọn một chỗ động phủ sạch sẽ sáng sủa trong đó. Chính là hạ xuống rơi xuống bên trong động phủ này hắn thở ra một hơi nhất thời đem tứ bảo tu luyện xuất ra lập tức tứ bảo tu luyện phát huy nơi đây chính là biến đổi phía trên đại địa dâng lên vô tận cỏ xanh phía trên một thạch đài một vầng trăng sáng dâng lên lúc này mặt trời chưa lên còn tính ban đêm linh phiên phấp phới vô tận linh khí tập trung chỗ này sau đó lạc ly bắt đầu xuất ra tinh hoa viêm ma cầm lấy một khỏa chính là chậm rãi luyện hóa bên trong tinh hoa viêm ma tích hàm hỏa ý cường đại, lập tức rót vào đến bên trong đại đạo hỏa của Lạc Ly. Chuyển mắt 3 ngày sau, tinh hoa ma thần này đã bị Lạc Ly luyện hóa, Lạc Ly lại cầm lấy khỏa thứ hai, bắt đầu luyện hóa. Chân hỏa của Lạc Ly chính là bổn nguyên thiên địa, thật giống như là tổng cương hỏa, bao dung tất cả. Mà Lạc Ly tìm được dị hỏa, còn có tinh hoa viêm ma này, đều là lực lượng hỏa cường đại bên trong đại đạo hỏa này, thuộc về hỏa đạo biến dị đặc thù, thật giống như là trương tiết đặc thù bên trong tổng cương, vừa lúc có thể dùng đến phụ trợ đại đạo chân hỏa. Truyền mắt, hai tháng sau, tinh hoa viêm ma này, lạc ly luyện hóa toàn bộ, hắn thở ra một hơi dài, lại là một bước tích lũy hoàn thành, thu hoạch vô tận. Lạc ly yên lặng cảm thụ một chút, một lần này chính mình tuyệt đối có thể tấn thăng cảnh giới quy nguyên, nhưng mà lạc ly cười cười, hắn cũng không có như thế. Nếu đã tuyển chọn tích lũy, vậy tích lũy đến cùng, càng nhiều càng tốt. Thời gian từ từ, chính mình làm gì nóng lòng tấn thăng cảnh giới quy nguyên, dù sao với thực lực chính mình, tấn thăng sớm một bước, tấn thăng muộn một bước, đều là vô địch. Tiếp tục tích lũy, tích lũy đến không thể tích lũy, đến lúc này tấn thăng cảnh giới quy nguyên sau, cái này đều là lực lượng chính mình. Lúc này, cách đại hội tông môn còn có thời gian 5 năm, Lạc Ly nghĩ nghĩ, quyết định tiếp tục dạo chơi. Bất quá một lần dạo chơi này, hắn cũng không giống với trước kia, bởi vì hắn có một mục tiêu. Tinh hoa ma thần viêm ma cổ ma này, có thể vì Hỗn Nguyên Tông tạo nên 16 vị phản hư chân nhất. Bất quá đều bị chính mình luyện hóa, đối với chính mình chỗ ích vô tận. Chính mình có phải có thể lại đi tìm một ít cổ ma, đoạt lấy tinh hoa ma thần bọn chúng, mặc dù tinh hoa ma thần bọn chúng cũng không có quan hệ bao nhiêu với đại đạo hỏa, nhưng mà hỏa của mình có lực sáng thế cùng diệt thế, có thể đem tinh hoa ma thần, lợi dụng hỏa diễm cải tạo, sinh ra áo nghĩa tinh hoa hỏa. Mặc dù loại cải tạo này, xác suất thành công chỉ có 3 phần, cơ hội cũng không lớn, nhưng mà ít nhất cũng sẽ thành công 3 phần, bằng không trung thiên thế giới này Chính mình gần như đã đi hết, suy nghĩ tìm được dị hỏa, thật tại rất khó. Chương 1372, ôm mông bàng bà tẩu nê hoàn. Hai, tốt nhất chính mình từ từ tìm, không hề mục tiêu, ngược lại mục tiêu rõ ràng sẽ ít có thu hoạch. Mặt khác, cổ ma này hiện tại nhẫn mà không phát, tương lai tất là hảo kiếp thiên địa, chính mình có thể mượn cơ hội này, diệt cánh chim này, giết một cái ít đi một cái hỏa hại. Vừa lúc như thế, một đá trọi hai chim, nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly gật đầu nhưng thật ra một biện pháp, dù sao chính mình cũng là dạo chơi, đợi cũng là đợi. Nhất thời Lạc Ly có chủ ý, hắn đứng lên, duỗi tay ra, động phủ dưới chân chính là biến đổi, sau đó phát ra một đạo thần niệm, chính là trong nháy mắt rời khỏi. Bảy kim đan chân nhân, ở sau khi bị Lạc Ly chiếm cứ động phủ của bọn họ, trong đó có người đã tuyệt vọng, quyết định tìm một chỗ động phủ mới, bất quá mọi người lại không có rời khỏi, trong lòng còn có một tia may mắn, chờ đợi chỗ này, chờ đợi cơ hội. Đột nhiên, bọn họ trong lòng cả kinh giống như có người đối với bọn họ nói cái gì bọn họ lập tức trong lòng thanh minh biết lạc ly đi rồi lập tức trở về động phủ một lần này trở về vạn phần thuận lợi bên trong động phủ tất cả bình tĩnh trở về trong tay bọn họ hơn nữa bọn họ kinh kỳ phát hiện bên trong động phủ giống như linh khí so với trước kia ước chừng gia tăng mấy lần cũng đủ bọn họ tấn thăng cảnh giới nguyên anh cơ duyên này ngay tại trước mắt bọn họ bảy người trước kia đều không có hy vọng tấn thăng nguyên anh hiện tại lập tức xuất hiện cơ hội. Nhất thời kim đan chân nhân này, chính là quỳ xuống bái tạ, cảm tạ Lạc Ly. Một khắc này, Lạc Ly tiếp tục chạy, hắn tới hải vực Tây Hải. Hải vực Tây Hải, ở trước khi hạo kiếp, biển lớn vô tận, chỉ có mấy đảo nhỏ ít ỏi có thể cho nhân tộc sinh tồn, hạo kiếp sau, lại hoang lương, gần như có nhân yên. Lạc Ly đến hải vực Tây Hải này, chân đạp phía trên biển lớn, nhìn về phía bốn phương, huyết sáo mạnh một hơi. Thanh âm huyết sáo này trong suốt, truyền cả bốn phương, theo thanh âm này, ở bên trong biển lớn nơi xa, có một đạo sóng nước xuất hiện, một sa ngư kỳ thật lớn, giống như một đạo tinh kỳ, xuất hiện ở nơi xa. Sa ngư nhìn giống như đang tiềm du, thật ra chính là pháp thuật phi đột, một lúc trước còn ở ngoài 10 vạn dặm, không đến một lát, đi đến trước mặt lạc ly. Sa ngư này chính là nhảy lên, dược xuất thủy bình, cả thân thể sa ngư giống như bạch kim chú thành, vô cùng kiên ngạnh sắc bén, lại dẫn một loại mỹ cảm hoa lệ. Sa Ngư nhảy lên ước chừng trăm trượng, thời điểm hạ xuống, chính là biến đổi, hóa thành một đại hán trung niên, thân thể khôi ngô vô tận, toàn thân tán phát ngàn vạn khí huyết tinh, hắn rơi xuống trước người Lạc Ly, chính là cúi đầu, nói: "Ra mắt ân công." Lạc Ly cười nói: "Ân công cái gì, không cần như thế, Sa Đạo Hữu vẫn gọi là Đạo Hữu đi." Sa Ngư tinh này danh viết Sa Thông Thiên, khí tức cường hoành, nhục thân hung mãnh, tương đương với tu sĩ cảnh giới phản hư, cho nên có thể cùng Lạc Ly xưng là Đạo Hữu. Nhưng mà Sa Thông Thiên lại vẫn nói, ân công chính là ân công, ba năm trước đây ta gặp được ân công, không rõ lý lẽ, còn muốn ăn sạch ân công, ngược lại ân công không có giết ta, lại chỉ điểm ta đại đạo thiên địa, đưa ta tấn thăng cảnh giới phản hư, đại ân như thế, sao có thể không báo. Ba năm trước đây Lạc Ly đến Tây Hải vực này, tìm dị hỏa, gặp phải Sa Ngư Tinh này, khi đó hắn chính là cảnh giới hóa thần, tập kích Lạc Ly. Lạc Ly không có giết hắn, hàng phục hắn, để tìm được dị hỏa tu luyện, lúc đi, truyền hắn từng đạo pháp, không nghĩ đến hắn mượn dùng đạo pháp này đột phá, tấn thăng cảnh giới phản hư. Lạc Ly nói, không cần khách khí, xa đạo hiếu, thật ra ta lần này đến, là có việc nhờ ngươi. Sa ngư tinh sa thông thiên chính là sửng sốt nói, có chuyện gì, ân công cứ việc phân phó. Lạc Ly nói, ta đi thiên uyên hải Tây Hải, không biết ngươi có thể dẫn ta đi hay không. Thiên uyên hải Tây Hải, chính là sau hạo kiếp, sinh ra hải vực đáng sợ, bên trong hạo kiếp, lực thế giới giao dung, ở phiến hải vực này cũng không có tán đi, mà là hình thành một địa vực đáng sợ, bên trong Thiên Nguyên Hải này có vô số lốc xoáy thời không, chính là phản hư cũng là không dám dễ dàng tiến nhập. Lạc Ly căn cứ ký ức tiềm ẩn bên trong Tinh Hoa Ma Thần Viêm Ma, biết nơi đó bởi vì lốc xoáy thời không còn tại, lực cuồng phong thời không cường đại, không ít cổ ma tiềm ẩn ở bên trong hải vực, hấp thu lực thời không nơi đó, cấu kiến ma vực chính mình. Viêm Ma trước kia đã ở nơi đó hấp thu lực thời không, đợi cho hắn kiến thành ma vực, chính là rời khỏi lạc ly muốn đi nơi đó thử một lần nhìn xem có thể gặp được cổ ma khác diệt sát bọn chúng đoạt lấy tinh hoa ma thần hay không thiên uyên hải nơi đó mười phần đáng sợ nhưng mà thước có dài tất có ngắn bên trong bản địa tây hải tất cả hải yêu cường đại trời sinh ở bên trong biển lớn sinh tồn có lẽ có thể đến đi tự do cho nên lạc ly đến đây tìm sa thông thiên tương trợ sa thông thiên nghe lời nói của lạc ly chính là nhíu mày một cái nói ân công không phải ta không giúp việc nói thật ta tấn thăng phản hư thời gian còn ngắn, nơi đó ta cũng vào không được, bất quá, ta có một biện pháp. Ta có một tiền bối, chính là cự đầu kinh, bá chủ Tây Hải, hắn có thể tự do ra vào thiên uyên hải, ta đi cầu hắn, vì ngài dẫn đường. Lạc Ly nói, được, vậy ở phía trước dẫn đường đi. Sa thông thiên lập tức nói, tốt rồi, chúng ta đi. Hắn chính là nhảy lên, lại là hóa thành cự sa, Lạc Ly rơi xuống trên lưng sa ngư hắn, hắn hướng về biển lớn nơi xa bơi đi, tìm cự đầu kình bá chủ Tây Hải hỗ trợ. Dù động như thế, bởi ước chừng một ngày một đêm, xa xa nhìn lại, Lạc Ly liền biết tìm được cự đầu kình. Chỉ thấy nơi xa, rõ ràng có một đảo nhỏ khổng lồ, ước chừng trăm dặm, ở phía trên biển lớn, từ từ phiêu động, trong đó không phải một đạo cột nước nghìn trượng, ở phía trên đảo nhỏ phun lên. Tên này, không cần nhìn, đây chính là cự đầu kình, xa thông thiên cùng hắn so sánh, chính là một tí hon, hắn quá lớn, khi tức mênh mông, chính là một trong bá chủ bên trong tây hải cự đầu kinh này tùy tiện há miệng thở một hơi Oanh một tiếng sóng to một trăm trượng dâng lên lập tức hóa thành hải khiếu thổi quét bốn phương đối mặt kinh ngư yêu thật lớn này sa thông thiên khí thế trùng thiên trong bất chi bất giác thành thực hẳn lên thật cẩn thận bơi đi qua cách cự đầu kinh còn có trăm dặm chính là dừng lại bước chân cung kính nói kinh tổ đại nhân sa thông thiên ra mắt lão nhân ra ngài sa thông thiên bất quá tấn thăng phản hư ba năm cự đầu kình chính là bá chủ cường đại tồn tại vô số vạn năm, xa thông thiên sao có thể không sợ. chương 1373, điểm đầu tam hạ vô môn thuyết. Một, lời này chính là sử dụng yêu ngôn phát ra, yêu tộc cường đại câu thông, cự kinh lập tức có hồi ứng, trong đó một mắt kinh ngư thật lớn mở to, nhìn xa thông thiên liếc mắt một cái, nhưng mà xem xong, chính là lập tức nhắm lại, căn bản không có quan tâm hắn. Sa thông thiên bị lạnh lùng không đếm xỉa này, trong lòng tức giận, nhưng mà vẫn thành thực nói. Kình tổ đại nhân, Sa Thông Thiên hôm nay đến đây có một chuyện muốn nhờ. Sa Thông Thiên có một ân công, từng giúp ta thành tựu đại đạo, cho nên Sa Thông Thiên muốn nhờ đại nhân, đưa ân công đệ tử tới Thiên Nguyên Hải, Sa Thông Thiên tất có trọng tạ, không biết ngài. Hô, Cự kinh há to miệng, chính là nuốt khí, nhất thời, giống như cơn lốc, phía trên biển lớn, vô tận cuồng phong bộc phát, bên trong vạn dặm vô tận linh khí bị cửa kinh này cắn nuốt. Lời nói của Sa Thông Thiên nhất thời bị cắt ngang sau đó ở bên trong cửa kình truyền tới một đạo thần niệm ân công chính là nhân tộc nho nhỏ trên lưng xa thông thiên xa thông thiên vốn bên trong xa tộc ta xem trọng ngươi nhất ngươi có khả năng trở thành bọn ta nhưng mà ta xem sai rồi mặc dù ngươi đã trở thành người trong bọn ta nhưng mà ngươi không có xương đầu người nhu nhược nạo trùng thế mà bị một nhân tộc nho nhỏ cưỡi ở trên lưng hơn nữa còn vì hắn cầu đến chỗ ta đây ngươi tưởng ngươi là ai ta nhìn sai ngươi Phế vật, Sa Thông Thiên còn chưa có nói xong nguyện vọng, lập tức bị cự đầu kình này cắt ngang, hắn căn bản khinh thường Sa Thông Thiên cùng Lạc Ly kết giao. Sa Thông Thiên nhất thời giận dữ, Sa Ngư Tinh này giảng cứu nhất chính là có ân báo ân, có oán oán giận, ở trước mặt ân công chính mình, bị chịu chế ngạo, nhất thời nổi giận. Ở phía trên thân thể Sa Thông Thiên, ngàn vạn khí thế xuất hiện, hắn lập tức trở nên thật lớn. Sát khí giạt rào, vô số Sa Ngư như ẩn như hiện, ước chừng ngàn vạn Sa Ngư xuất hiện ở bên cạnh hắn, hình thành một mảng hải vực xa ngư đây đều là ảnh xa của hắn hắn muốn đem chiến đấu cự đầu kình kia căn bản không có để ý xa thông thiên bất quá vừa mới tiến nhập cảnh giới phản hư ba năm mà thôi đối với hắn mà nói chính là một tiểu nê thu theo cự đầu kình này hô hấp giống như cả biển lớn đều đang theo hắn mà run rẩy xa thông thiên so với hắn kém hơn vô số căn bản không đủ xem nhưng mà xa thông thiên vẫn là không lùi chuẩn bị nhất chiến dùng máu của cự đầu kình tẩy soát sỉ nhục Lạc Ly lắc lắc đầu, ở trong nháy mắt này, Lạc Ly chuyển động. Trong nháy mắt hắn biến mất ở trên lưng xa thông thiên, xuất hiện ở phía trên cái lưng thật lớn của cự đầu kinh. Nhìn chỉ là di đơn giản trong nháy mắt, nhưng mà di này lại có ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Thân thể cự đầu kinh kia thật ra cũng không phải thân thể kinh ngư chân chính, chính là pháp thân, căn bản không phải chân thân, ở phía trên pháp thân này, thời khắc che phủ 72 kết giới cường đại, không cần đứng ở bên trên, chính là tới gần đều là không thể. Nhưng mà lạc ly chính là nhất động này, chính là rơi xuống phía trên lưng cự đầu kình, nhất động này, phá 72 kết giới, na di biến hóa 365 lần, tách ra cự đầu kình phản kích 2046 lần, chính là dừng ở phía trên lưng cá này. Một na di này, không chỉ là xa thông thiên, chính là cự đầu kình, đều là kinh ngốc, đây là sự tình không có khả năng. Nhưng mà lạc ly chính là làm được như thế, hắn đạp ở phía trên lưng thật lớn của cự đầu kình, chậm rãi bước đi, chính là đi tới phía trên đầu cá, cười nói. Kinh tổ đại nhân, chúng ta cá cực đi, đều nói kinh ngư nhất tàu các ngươi, lực khí lớn nhất, trên đời vô song, chúng ta đến so lực khí một chút, ta đạp đầu cá của ngươi, ngươi có thể nhảy ra khỏi mặt nước, hoặc là tiến vào trong nước, chính là ngươi thắng. Nếu là ngươi thắng, ta đưa ngươi một thân huyết nhục, để ngươi không công ăn luôn ta. Nếu là ngươi thua, đưa ta nhập thiên huyên hải, không biết như thế nào. Ở thời điểm Lạc Ly nói chuyện, cự đầu kình này chính là vùng vẫy, tính đem lạc ly hất ra đi, đầu cá của hắn chính là nhất động. Nhất động này, cũng không đơn giản là đầu cá đang động, mà là thiên địa đang động, vô số lực lượng chân nguyên xuất hiện, muốn đem lạc ly thanh trừ lĩnh vực pháp thân cự đầu kình này. Nhưng mà lạc ly chặt chẽ ở đây, chính là chạm ổn ở đây, bất luận cự đầu kình muốn đem hắn ném đi ra ngoài như thế nào, đều là không có biện pháp. Cự đầu kình ban đầu cũng không có để ý, nhưng mà quăng vài lần sau, đều là không cách nào hất đi lạc ly, nhất thời giận dữ, bắt đầu cuồng nổ lên, vô số lực lượng bộc phát, muốn đem Lạc Ly thanh trừ. Nhưng mà Lạc Ly ổn như Thái Sơn, chính là không nhúc nhích. Cự đầu kinh nổi giận, tính lặn xuống, đem Lạc Ly suy điệu, nhưng mà bất luận hắn sử ra lực lượng gì, đều là không cách nào lặn xuống, hắn muốn nhảy lên, nhưng mà cả người hắn, thật giống như bị khóa lấy, căn bản không cách nào nhảy lên. Lạc Ly đứng ở phía trên đầu cá này, chỉ mỉm cười, cự đầu kinh ở dưới chân Lạc Ly, dưới thần túc, một động không thể động, chặt chẽ bị Lạc Ly khống chế. Lạc Ly nói, kinh tổ đại nhân, không được xem thường nhân tộc nho nhỏ chúng ta, cho dù ngươi có xương đầu, không phải người nhu nhược, cũng không phải nạo trùng, còn không phải bị ta cưới ở trên lưng. Cự đầu kinh này đến tận đây tức tối, thân thể cự kinh này bắt đầu phân giải, hắn tính ra tay, giải trừ pháp tướng, hiển ra chân thân. Lạc Ly lắc đầu nói, không tốt, không tốt, chúng ta đang đánh cược, không thể đổi được, người đã muốn động, tốt lắm ta giúp ngươi. Lạc Ly mạnh mẽ dùng sức một đạp, oanh một tiếng, cả người cự đầu kinh, bị Lạc Ly đạp vào bên trong biển lớn. Cứng rắn, không hề đề kháng đạp vào trong biển, thần tốc đạp, cự đầu kinh liều mạng vùng vẫy, chính là hiện lên, Lạc Ly lại là một đạp, lại là đạp vào trong biển. Cự đầu kinh lại là vùng vẫy, hiện lên, sau đó Lạc Ly tiếp tục đạp vào biển lớn, một hơi liên tục ba lượt, đem cự đầu kinh liên tục ba lượt, đạp vào bên trong biển lớn. Theo động tác của Lạc Ly, hắn cao giọng quát giáp kiệu đương nhiên thác dụng tâm tham tha hương nhị bị tha cầm điểm đầu tam hạ vô ngôn thuyết thủy khoát sơn diêu hận chuyển thâm tốt rồi tốt rồi kinh tổ đại nhân ta coi như người thừa nhận bại nhận thua ba đạp này giấm cự đầu kinh không có một điểm tỳ khí hoàn toàn không cách nào kháng cự hắn có tâm tiếp tục nổi giận đột nhiên hắn nhìn đến trong tay lạc ly cầm một cây thần kiếm chính là thần kiếm thập giai hỗn nguyên kim kiếm hắn ở phía trên đầu cá chính mình giống như đang chắc lượng cái gì Nhất thời, cự đầu kinh này trong lòng lạnh như băng, đối phương đạp trụ đầu cá yếu hại của mình, thần kiếm này thần lực vô tận, chỉ cần một kiếm đi xuống, chính mình trăm vạn năm khổ tu, nhất thời hóa thành hư không. chương 1373, điểm đầu tam hạ vô môn thuyết. Hai, Sợ hãi tử vong, một khắc này nổi lên trong lòng, cho dù có là bá chủ, một khắc này cũng là phục nguyễn, hắn lập tức nói. Chậm, 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 vị đạo hữu này, thua, ta thua, ta nhận thua, ta đưa ngươi nhập thiên nguyên hải. Lạc ly ha ha cười nói, vậy đa tạ, quả nhiên vẫn là kình tổ đại nhân rõ lý lẽ, ta đang do dự bao nhiêu thịt cá kình này, xử lý như thế nào đây, như vậy cũng tốt. Lạc ly thu hồi thần kiếm thập giai, sau đó nhìn thoáng qua nói. Đúng rồi, kình tổ đại nhân ngươi nhục bằng hữu ta, có phải cần xin lỗi một chút hay không? Một khắc này cự đầu kình thành thành thật thật, đối với Sa thông tiên nói. Xin thứ lỗi, ta sai rồi, ta không nên nói ngươi như vậy, ta rốt cuộc lý giải ngươi. Ngươi đem hắn đưa đến chỗ ta đây, ngươi giải thoát, tiện nghi ngươi. Hắn tưởng Sa thông thiên cũng là bị hiếp bách như thế, cự đầu kình xin lỗi, Sa thông thiên cao hứng không thôi. Lạc ly ngồi ở phía trên lưng cự đầu kình, phất phất tay cùng Sa thông thiên cáo biệt, theo cự đầu kình tới thiên uyên hải. Ở dưới động cơ của lạc ly, rất nhanh cự đầu kình chính là đi tới thiên uyên hải. Xa xa nhìn lại, lốc xoáy vô tận, ở nơi đó xuất hiện, lốc xoáy to lớn ước chừng vạn dặm, khủng bố dị thường. Phía trên lốc xoáy, cả bầu trời, một mảng tối đen, thỉnh thoảng có vô số lôi điện, ở nơi đó oanh minh lóe ra. Lôi điện này đều là lôi kiếp trung thiên chủ thế giới, oanh minh oanh hướng phiến hải vực này, muốn đem nơi đó triệt để hủy diệt, kết thúc hỗn loạn nơi đó. Đây chính là thiên nguyên hải, nơi đáng sợ trí cực. Lạc ly nhìn nơi đó, không nhịn được gật đầu, quả nhiên đáng sợ. Thân thể cự đầu kình bắt đầu biến nhỏ, nơi đáng sợ như thế, hắn cũng không dám để lớn, nhất thời biến thành một kình ngư chỉ lớn có một trượng, đưa Lạc Ly tiến nhập bên trong hải vực này. Bên trong lốc xoáy thật lớn này, thế mà còn có vô số lốc xoáy nhỏ, lốc xoáy này chính là lốc xoáy có cuồng phong thời không đáng sợ trí cực, trong đó có vô tận cuồng phong thời không loạn lưu, xé rách tất cả người xông vào. Quả nhiên thuật nghiệp có chuyên công, cự đầu kình này ở đây ngao du, 10 phần dễ dàng, tách ra các loại cuồng phong thời không loạn lưu bên trong lốc xoáy, ở trong thiên uyên hải này, thoải mái có thừa. Lạc Ly âm thầm ghi nhớ đường đi, chính mình trở về, dựa theo đường này phi đột, liền sẽ bình an vượt qua thiên uyên hải. Hắn thuận theo lốc xoáy du động, tiến nhập bên trong lốc xoáy này, xuyên qua từng hiểm trở, đại ước bơi ngàn dặm, không lâu liền đi tới trung tâm lốc xoáy. Trung tâm lốc xoáy rõ ràng là một hào quang ngũ sắc, vô số nước biển trùng nhập bên trong hào quang này, biến mất không thấy. Cự đầu kình này chính là nhảy lên, tiến nhập hào quang ngũ sắc này, hào quang ngũ sắc này nhất chuyển, trong nháy mắt thời không chuyển di, Lạc Ly chính là chấn động. Đang nhìn đi qua, Lạc Ly phát hiện bên cạnh chính mình là một thế giới kỳ dị, chính mình vẫn là ở bên trong biển lớn, chỉ bất quá biển lớn này trôi nổi không chung, tùy không du động, mà ở phía trước, có một đại lục màu xích hồng thật lớn, phía trên đại lục này, xa xa nhìn lại, giống như có một núi lửa thật lớn, một đạo khói trụ, thẳng trùng cửu thiên. Cự đầu kinh này hướng về đại lục kia bơi đi, rất nhanh bơi tới bên trên đại lục, dọc theo đường đi cự đầu kinh ngàn vạn cẩn thận, đến bên trên đại lục nhỏ giọng nói tốt rồi đến chỗ này chính là thế giới trong thiên uyên hải lạc ly nhìn về phía nơi đó cự đầu kinh lại nói ta chỉ đưa ngươi đến đây chỗ này có rất nhiều ma thần cường đại chiếm cứ chỗ này bị bọn họ phát hiện chúng ta chết chắc rồi đường đi đến ngươi đã nhớ ta cũng không dám dừng lại ở đây ta đi về lạc ly nói được ngươi đi đi sau đó lạc ly duỗi tay ra ném ra một đan dược nói ta xem pháp thân của ngươi biến hóa gian nan đây là hóa cốt sinh nhục đại hoàn đan. Có thể giúp người biến hóa, xem như thù lao một đoạn đường này. Cự đầu kinh nhất thời mừng rỡ, đan này giải quyết nan đề vạn năm tu luyện của hắn, hắn cảm kích nói, đa tạ, đa tạ. Lạc ly cười, nói, bất quá nhớ kỹ, về sau không bao giờ được xem thường nhân tộc nữa. Nói xong, lạc ly bay lên, thẳng đến đại lục mà đi, phía trên đại lục này, có đám cổ ma chính mình muốn săn giết. Lạc ly tiến nhập phiến đại lục này, phiến đại lục này, một mảng màu huyết hồng, đến nơi nơi đều đầy giấy các loại thực vật ngạc nhiên cổ quái, thực vật này thiên kỳ bách quái, có cự thụ tham thiên, cũng có thảo tùng thấp bé, nhưng mà mỗi một loại thực vật đều giống như cương thiết chú tạo mà thành, cứng rắn trí cực. Có thực vật, thậm chí giống như động vật, cắn nuốt tranh đấu lẫn nhau, tán độc vụ kỳ dị, phun ra bào tử đáng sợ, dây bay múa giống như dây xích, thậm chí còn có thực vật, thế mà có thể ở phía trên mặt đất, di động nhanh, biến hoán phương vị. Trừ bỏ thực vật ra, bên trong không khí chỗ này, thỉnh thoảng có thời không loạn lưu bay qua, nếu tùy ý bay múa, liền có khả năng bị thời không loạn lưu này cuốn chúng. Nếu bị loạn lưu này cuốn chúng, liền giống như vạn kiếm xuyên thân, chính là thiết đả hán tử, cũng tan xương nát thịt. Đi ở phía trên đại địa, lại nguy hiểm, đại địa dưới chân, thỉnh thoảng thải không, một cước bước vào bên trong đại địa, bên trong đại địa còn có lực hấp thu kỳ dị, phản hư bình thường nếu là bị hít chúng, thực khó tránh thoát, hút vào dưới đại địa, dần dần bị thế giới này đồng hóa khó trách cự đầu kình kia, mặc dù hùng bá Tây Hải vực, nhưng mà đến chỗ này, lại không dám tiến nhập, xa xa tách ra. Chỗ này chỉ chính là nơi tử vong, nhưng mà Lạc Ly, ở đây lại nhàn đình lưỡng thứng. Thực vật gì, lại đây tập kích Lạc Ly, Lạc Ly chính là duỗi tay ra, một đạo hỏa diễm qua đi, lập tức thiêu thành cho tấn. Một cước đạp vào đại địa, lập tức một đạo hỏa diễm quét ngang, đem lốc xoáy đại địa hóa thành đất khô cằn, đi chăm trượt, toàn bộ thực vật nơi đây, xa xa tách ra Lạc Ly, dưới chân không còn một bước không hư bình an vô sự chính là thời không loạn lưu thổi quét mà đến lạc ly cũng là một đạo chân hỏa bên trong hỏa diễm thời không loạn lưu gì cũng là cho bụi khi thực lực đạt tới trình độ nhất định ở địa vực nguy hiểm này không hề vấn đề hoành hành vô kỵ lạc ly hướng về vực thẩm đại địa đi đến tiến nhập bên trong đại lục man hoang này đi tới đi lui ba ngày sau lạc ly tiến nhập vực thẩm phiến đại lục này nhìn đến nơi xa có một đạo đạo quang trụ ở vực thẩm đại địa, thăng đằng dựng lên. Thì phải là chỗ rất nhiều cổ ma hấp thu cuồng phong thời không, nơi đó cuồng phong thời không hoàn toàn nhất. Cường đại nhất, đã hóa thành cột sáng thật lớn mắt thường có thể thấy. Lạc Ly gật đầu, mục tiêu chính là nơi đó. chương 1374, Dương mi chuyển tụ nhược tuyết phi. Đột nhiên, Lạc Ly nhíu mày một cái, ở nơi xa chuyển tới ma khí cuồn cuộn. Có cường giả đang chiến đấu. Dư âm chiến đấu này, ở nơi xa vô tận chuyển tới, giao động tán lại đây, chính là 10 phần cường đại. Ngay tại lúc này, cây lông chim màu đen lịch đấu lượng cho Lạc Ly, thế mà tự động bốc hẳn lên, giống như hướng ra phía ngoài truyền bá một đạo thần niệm giao động. Theo thần niệm giao động này, lập tức chiến đấu kia, hướng về bên này chuyển di lại, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Lạc Ly thở ra một hơi dài, một đạo hỏa diễm ở trên người thiêu quá, trong nháy mắt cả người Lạc Ly biến mất, ở nơi đó chỉ có một đoàn bụi tấn, trong đó giống như như ẩn như hiện, có ánh lửa mỏng manh tiềm ẩn. Đây là năng lực lạc ly tìm đến dị hỏa được đến, hỏa hôi tấn, nấp trong thiên địa, thần ma không nhìn thấy. Hiện tại địch ta không rõ, lạc ly quyết định vẫn là tiềm ẩn lên, tử tế quan sát, thăm dò rõ đến tột cùng, đang tính toán. Lạc ly tiềm ẩn lên, lúc này chiến đấu nơi xa, đã đến chỗ này, nhất thời lạc ly nhìn đến chỉ thấy một nữ tử, đang bị sáu bảy cổ ma cường đại vây công. Nàng kia xem qua chân đạp thanh phong, đính lên đoàn cương vân, đem khuôn mặt nàng hoàn toàn che đậy, đúng là hạm đạp, một thân băng cơ ngọc cốt, vẻ mặt điềm đạm, váy dài ở phía sau tung bay, một đôi chân dài trắng như tuyết tuyệt đẹp gần như hoàn toàn lõa lổ ra. Bất quá chỗ bắt mắt nhất chính là phía sau lưng có sáu cánh lông vũ. Phi cánh đằng sau lưng đều là loại lông chim mà lịch đấu lượng cho lạc ly. Nhất thời lạc ly đã biết nữ tử này chính là tu sĩ nhân tộc ẩn nấp bên trong cổ ma mà lịch đấu lượng nói âm thầm tra xét động hướng cổ ma. Trong tay nữ tử này cầm một quang luân, quang này lớn ước một thước, tán hào quang vô tận. Ở bên cạnh nàng, hóa sinh từng đạo che chắn, đem nàng bảo hộ lên. Nàng bay múa trong thiên địa, ở bên cạnh nàng có mấy đạo ma ảnh lóe ra. Một đạo ma ảnh, hoảng hốt bất định, ở phía trước phía sau nàng, phiêu hốt không ngừng, trong đó ma khí cồn cồn, Lạc Ly nhất thời biết, đây là phong ma cổ ma. Chỗ phong ma này đến, trong thiên địa, toàn bộ gió, nghe khởi nắm trong tay, ở bên cạnh nữ tử, hình thành ngàn vạn phong tỏa, muốn đem nàng kia khóa lấy. Trừ bỏ phong ma còn có một thần nhân kim giáp thân hình cao lớn toàn thân kim hoàng dẫn khí tức sắc bén vô tận giống như có thể thiết khai tất cả thông qua ký ức viêm ma lạc ly lập tức biết đây là kim ma cổ ma kim ma này ra tay chính là thiết kim đoạn ngọc nàng kia tản quang hoa ở dưới công kích sắc bén trí cực của hắn từng đạo thiết khai vỡ nát ở sau kim ma một đoàn huyết ảnh như hải như uyên xâm nhập lại đây đây là cổ ma huyết ma mặc dù lạc ly hóa thành trạng thái bội tấn nhưng mà máu toàn thân giống như theo hướng nhìn của ánh mắt huyết ma mà không tự chủ được khiêu động mà phía trên đại địa giống như một đạo bóng dáng thổi quét mà đến bao trùm vạn vật đây là cổ ma ảnh ma chỗ hắn đến vạn vật không còn bóng dáng toàn bộ bóng dáng đều bị hắn cắn nuốt trừ bỏ phong ma ảnh ma kim ma huyết ma này còn có một lão giả dáng người thấp bé sắc mặt trắng bệch không có một tia màu máu đầu cũng là màu trắng đan bạc giống như một mảng giấy thổi mạnh một hơi đều có thể đem người thổi đi, mơ hồ lộ ra một tầng hắc khí, giống như là thi thể chúng độc mà chết, cả người cao thấp đều là lạnh như băng, không có một chút sinh khí. Lão giả này đến cùng là cổ ma gì, Lạc Ly không có nhìn ra đến. Bất quá trước người lão giả, có một đại cầu cự khuyển, lớn ước chừng bằng một con voi, ở nơi đó ha ha phun khí, cái này Lạc Ly nhưng thật ra nhìn ra đến, chính là khuyển ma. So với cổ ma này, khuyển ma chính là yếu nhất, nhưng mà nó không ngừng đánh hơi, nàng kia không cách nào trốn thoát, đều là bị hắn truy tung mà đến. Nhìn đến mấy đại cổ ma này, Lạc Ly nhất thời cẩn thận tiềm ẩn bóng người, mặc dù Lạc Ly rất là cường đại, nhưng mà cổ ma này cũng không đơn giản. Nếu Lạc Ly gặp phải chỉ một cổ ma, tin tưởng 10 phần, có thể chiến một trận, nhưng mà chỗ này chính là kim ma, phong ma, huyết ma, ảnh ma, khuyển ma, còn có một cổ ma không biết tên, đây là 6 cổ ma, đến tận đây chiến một trận, Lạc Ly thật tại không có nắm chắc có thể chiến thắng bọn họ phải biết rằng cổ ma này đều là ma thần thượng cổ. Ước vạn năm trước, chính là hoành hành trong thiên địa, từng cái cường hoành vô địch, không phải nhân vật như vậy. Ở bên trong lạc ly quan sát, nàng kia điên cuồng phi đột, muốn bỏ chạy, nhưng mà bị chư ma chặt chẽ vây khốn. Kim ma lên tiếng, giống như kim loại ma sát, chậm rãi nói tâm ma, người trốn không thoát. Lão giả kia hắc hắc nói tâm ma cái gì, nếu không phải có người mật báo, chúng ta đều bị ngươi qua mặt, người đến cùng là ai tiềm nhập bên trong cổ ma chúng ta đến cùng muốn làm gì nàng kia hồi đáp dịch ma điện hạ ta chính là ta ngươi tưởng ta là ai chúng ta là người một nhà vì cái gì ngươi không giúp ta còn không ra tay cứu ta thì ra lão giả kia là dịch ma cái gọi là dịch ma chính là ma dịch bệnh ở bên trong lời nói của nàng giống như có một loại lực lượng kỳ dị xuyên qua ngàn vạn thời không rót vào trong cơ thể lão giả dịch ma ánh mắt lão giả nhất thời mê mang tha tâm thông mê tâm ma công, huyết ma đột nhiên giống to một tiếng, lạc ly liền cảm giác toàn thân khí huyết chấn động, bên trong biển máu truyền tới thanh âm. Mọi người cẩn thận, mặc dù nàng là mật thám nhân tộc, nhưng mà lại nắm giữ thuật tâm ma, ngoan thạch cũng có thể mê tâm, không thể sơ ý. Ảnh ma đột nhiên cười nói, nhân tộc, nhân tộc, tồn tại giống như con kiến, thoạt nhìn thật là có thú. Thật sự là quỷ dị, người rõ ràng là tâm ma chuyển sinh, cùng chúng ta chính là cổ ma nhất thể, lại cho rằng chính mình là người, lại ở bên trong cổ ma chúng ta đây ẩn nấp mà người kia nọ rõ ràng là người lại bán ngươi chỉ là vì được đến ma tâm ngươi muốn mượn cái này chuyển hóa thành cổ ma thật sự là trò hay thật là có thú biết thân phận ta chỉ có một số rất ít người đại liên minh côn luân không thể tưởng được bên trong bọn họ thế mà cũng có phản nghịch cấu kết cổ ma thập ác không tha nàng kia hừ lạnh một tiếng sau đó lại là nói các ngươi không hiểu bởi vì cổ ma các ngươi không có cảm tình không có thân nhân cho nên các ngươi không hiểu vì thân nhân ta sẽ không để các ngươi hủy thế giới này lúc này bọn họ chiến đấu đã đến bên cạnh lạc ly không đến vạn trược lạc ly thở ra một hơi dài chuẩn bị ra tay thân phận nàng kia bị hiện chính là tu sĩ đồng đạo chính mình liền nên cứu nàng mặt khác nàng chạy hướng bên này mà đến phải biết là lông chim bốc cháy kia truyền đi tin tức cho nên hắn mới sẽ như thế chính mình không ra tay với lực tâm ma của hắn tất nhiên làm cho chính mình ra tay chương 1375, trí thân tương kiến bất tương thức. Một, ngay tại thời điểm lạc ly tính kế, đột nhiên mấy cổ ma mới vừa rồi còn đang nhỏ giọng nói nhỏ, ngay tại trong nháy mắt, mạnh nổ lên đến. Trong nháy mắt, trong thiên địa xuất hiện một ngàn linh một đạo phong chi tỏa liên, từ trên trời hướng xuống, phong tỏa thiên địa. Tỏa liên này, mỗi một đạo đều là từ vô tận cơn lốc hợp thành, chính là vật chất thiên đạo pháp tác hiện hóa, một đạo là có thể khóa lấy phản hư chân nhất, nhưng mà lúc này nơi đây, thế mà trong nháy mắt xuất hiện ngàn đạo, phong tỏa thiên địa. Ảnh ma là biến đổi, bên trong đại địa, dâng lên ngàn vạn ma ảnh, phối hợp phong chi tỏa liên này, hình thành thiên la địa võng, khóa lấy nàng kia. Cùng lúc đó, huyết ma cùng dịch ma đều là hừ lạnh một tiếng, phạm vi ngàn giảm toàn bộ sinh linh trong cơ thể có máu, lập tức bạo liệt, huyết bạo. Chính là không chết, lập tức bên trong thân thể, bệnh tật từng mắc phải, toàn bộ xuất hiện, lập tức bạo, đạt tới trạng thái đáng sợ nhất. Mà chân chính ra tay là kim ma, cả người hắn chính là biến đổi hóa thành một cây kim kiếm cắt về phía nàng kia muốn đem nàng một kiếm cắt ra đối phương đột nhiên bùng nổ nàng kia cũng là liều mạng thi pháp ở trên người nàng ngàn vạn ma khí xuất hiện ma khí này lạc ly rõ ràng nhận ra chính là tiên thiên cực ma khí năm ấy lạc ly gặp được kim hoa mỗ mỗ chính là tu luyện ma công như thế nữ tử này tất nhiên là tu sĩ tiên thiên cực ma tông nhưng mà nàng đề kháng hoàn toàn không có tác dụng trong nháy mắt kim quang lóe lên Cương vân hộ trụ nàng, nhất thời bị cắt ra, lộ ra chân diện mục của nàng. Chỉ thấy nữ tử này, cực kỳ mỹ lệ, môi đỏ như son, con người đen nhánh, đặc biệt một đôi lông nghi, hoàn toàn chính là tuyết sắc, thần bí, yêu nhã, cường đại, nguy hiểm, mấy loại đặc chất này hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành khí chất độc nhất vô nhị của nàng. Ngô Đào tiến thải phùng vũ y, minh trang lệ phục đoạt xuân huy. Dương nghi chuyển tụ như tuyết phi, khuynh thành thế sở hy. Tuyết nghi, sao có khả năng, nhất thời. Lạc Ly nhìn đến khuôn mặt nàng, chính là sửng sốt, giống to một tiếng, sau đó trong nháy mắt, ở trên người Lạc Ly, bùng nổ khí thức vô tận, vô tận hỏa diễm, chính là dâng lên. Nữ tử này rõ ràng chính là Tuyết Mi muội muội năm ấy cùng Lạc Ly gắn bó cùng nhau. Tuyết Mi, năm ấy cha của Lạc Ly, vì Lạc Ly mà tìm một nữ cùng nuôi, tính để cho nàng làm bạn Lạc Ly cùng nhau tu tiên, có người chăm sóc, tương phụ phối hợp. Ai biết, hạo kiếp năm ấy, Tuyết Mi bị tu sĩ thất sát tông phát hiện tiềm chất kinh người, cửu huyền tiên thân, có thần thông tha tâm thông Phật môn, do đó bị mang đi bán. Khi đó Lạc Ly chính là phát ra lời thề, nhất định phải tìm được tuyết nghi. Lạc Ly rời khỏi địa vực Ngân Châu, chính là đến nơi nơi tìm, nhưng mà Thủy Trung không có tìm được, thẳng đến gặp được Kim Hoa mỗ mỗ, lúc này mới biết tin tức tuyết nghi. Sau đến, ở trọng huyền tông Lạc Ly cùng tuyết nghi gặp nhau, tuyết nghi ở quan khẩu Lạc Ly nguy cơ, ra tay tương trợ, cuối cùng cùng Lạc Ly tương nhận, hai người sau nhiều năm, rốt cuộc gặp mặt. Vô tận vui vẻ. Nhưng mà Tuyết Mi bởi vì tu luyện tâm pháp Ma đạo kiếp cực Ma tông, Phật ta lưỡng vong, nhưng mà nàng chính là không thể quên được Lạc Ly, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng nhân cách phân liệt, thành đại mộng thương thiên động Tô Thanh. Khi đó Tuyết Mi tình huống đặc thù, mà Lạc Ly khi đó thực lực không tốt, chỉ có thể nhìn Tuyết Mi rời khỏi, bởi vì chỉ có phản hư chân nhất cực Ma tông mới có thể trị liệu. Đây là một quá trình phồn tỏa phức tạp, đề cập đến chuyển hóa thần hồn, trọng tổ cùng một số phương diện. Đợi đến sau này lạc ly thực lực biến cường hoành hành phản hư chân nhất hắn đến nơi nơi đi tìm tuyết mi nhưng mà cực ma tông ẩn độn trong thiên địa rất là khó có thể tìm được e rằng lạc ly phí tận tâm cơ cuối cùng cũng không có tìm được tuyết nghi không thể tưởng được hôm nay thế mà gặp lại mặc dù mấy trăm năm không thấy nhưng mà liếc mắt một cái nhìn lại lạc ly lập tức biết nàng chính là tuyết nghi đây là một loại cảm ứng tâm linh chính là biết nàng chính là tuyết nghi tuyết nghi nguy hiểm trong nháy mắt lạc ly chính là bộc phát giận dữ, hỏa diễm bốc lên, bùng nổ xuất hiện, bộc phát hỏa diễm vô tận. Liệt hỏa đằng đằng, bên trong hư không, giống như hạ xuống ngàn vạn vẫn thạch, vẫn thạch này bên trong nổ vang, phá phong tỏa, đoạn ảnh thăng, rơi xuống phía trên đại địa, hóa thành từng viêm thần thật lớn, hướng về rất nhiều cổ ma sông tới. Mà Lạc Ly trong nháy mắt nhất động, nhất thời đi tới trước người Tuyết Mi, một đạo kim quang xuất hiện, đốt lên Hỗn Nguyên Kim Đăng, cản một kích đáng sợ của Kim Ma. Sau đó Lạc Ly cầm tay Tuyết Mi nói, đi theo ta. Tuyết Mi nhìn về phía Lạc Ly, lại là một bộ hình dạng không nhận ra hắn, muốn đem vùng vẫy, nhưng mà tay lại không nghe mệnh lệnh, không có vùng vẫy, ngược lại theo Lạc Ly, lập tức bỏ chạy. Lạc Ly cũng không có độn xa, mà là trong nháy mắt phi độn đến bên cạnh khuyển ma, giơ tay lên, hỗn nguyên kim tiên xuất hiện, một kích đánh xuống. Nhất thời có tiên âm vang lên, nhất đả thần lai, nhị đả tiên, tam đả kiền khôn, tứ đả thiên, đả đà đà oanh một tiếng cả người khuyển ma kia chính là lập tức nổ tung hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ bắn ra bốn phương nhưng mà mảnh vỡ này còn không có chờ bay ra một thước liền tự động biến mất hiên diệt hư vô giống như bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện ở trên thế giới này ở một tiên này đi xuống tiên lộ đoạn thần linh diệt nhưng mà lạc ly nhíu mày một cái khuyển ma này rất là lợi hại ở thời điểm lạc ly ra tay nó đã bỏ chạy chỉ là đánh trúng nửa thân dưới của nó không có toàn chúng, một kích này không có đánh chết khuyển ma. Thật ra Lạc Ly lần này ra tay rất là vội vàng, sở dĩ như thế, bởi vậy khuyển ma ở đây, bất luận Lạc Ly bỏ chạy như thế nào, đều sẽ bị nó phát hiện tung tích, cho nên muốn bỏ chạy, phải đánh chết khuyển ma. Một kích đánh xuống, khuyển ma vỡ nát, Lạc Ly chính là trong nháy mắt nhất đột, dẫn Tuyết Nghi biến mất vô ảnh. Ở bọn họ biến mất sau, năm ma tập trung cùng một chỗ, trong đó huyết ma nói: "Tên này là ai, thật lợi hại." cũng dám ở đại lục này phi độn. Hoàn toàn không sợ thời không loạn lưu, ảnh ma ha ha cười nói, ta sao lại cảm giác, hắn giống như không biết thiên đạo pháp tác chỗ này đáng sợ. Tự tìm đường chết đây, dịch ma đột nhiên cười nói, mới vừa rồi, hắn ở trước mặt ta đánh nổ khuyển ma, ha ha. Nhất thời mấy cổ ma khác, biết trong tiếng cười của dịch ma này đại biểu cái gì, đối phương đã trung khí dịch ma của dịch ma, lực bệnh dịch này vạn phần đáng sợ, đã siêu việt lực bệnh dịch bình thường, cho dù dối gỗ không có huyết nhục chi khu trung khí bệnh dịch cũng sẽ xuất hiện vấn đề giống như nhiễm bệnh bệnh nặng sụp đổ tử vong